cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, tôi đang sống, tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống, như đang sống đời vui tươi mãi mãi, tươi sống mãi. Đang vui sống từ nay mãi. Ra sống từng giây như như ấy. Thank you.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp với phần còn lại sáng. Sáng chúng ta đã học xong đến cái phần chúng sanh mê lầm mất chánh đạo, thường đi đường tà vào nhà tối, vì họ thắp sáng đèn chánh pháp luôn luôn soi sáng là hạnh Phật. Chúng sanh trôi chìm biển hữu lộ, khổ lo không bờ chẳng ở được, vì họ sửa sang đại pháp thuyền, điều khiến thoát khổ là hạnh Phật. Đây là cái nhìn của những cái vị giác ngộ. Thì thấy rõ như chúng ta đang bị trôi chìm trong biển hữu lộ, trong cái có, cái không, cái phải, cái trái, cái đúng, cái sai, cái được, cái mất của mình. Vậy là chúng ta không bao giờ ra khỏi cái này, bị trôi mà bị chìm, chìm đắm trong này ra không được, đúng không? Chúng ta thử, thì chúng ta làm gì ra khỏi cái có, cái không thử. Ra được không? Nhưng ra không khỏi. Và thật sự cái ý nghĩa của hai cái chữ có, không này chúng ta cũng không hiểu hết. Chúng ta không thấy được cái sự trôi lăn chìm đắm của mình ở trong đó, không thấy được cái sự vướng mắc của chúng ta trong biển hổ lộ này. Rõ ràng tới giờ phút này chúng ta còn chưa thấy hết cái điều đó. Thật ra cái việc mà tu tập để mà thoát khỏi hổ lộ với mình, nó là một cái gì, nó còn gần như ta dùng cái từ là còn miên man, không rõ ràng. Bây giờ mà chặn một người tu lại hỏi: thưa thầy, thì tu gì thầy? Nói nhỏ nhỏ đừng nói lớn. Thầy lắc đầu, để tôi về suy nghĩ lại, không biết tu gì nữa. Thực tình hỏi bất ngờ là rõ ràng không ai biết tu gì hết. Không có xác định rõ ràng cái việc mình đang tu, mục đích tu của mình là cái gì. Rõ ràng là chưa có. Có nghĩa là tất cả những người đang tu bây giờ, họ chưa có sống trọn ở trong cái pháp tu của Đức Phật dạy. Nếu phải nói thật như vậy, họ chưa có ý thức một cách rất là sâu sắc về cái có và cái không đang vướng kẹt của mình. Bây giờ mình thấy có, thấy không, sao mình ra đây? Chuyện quá đơn giản và một câu hỏi rất là bình thường ở trong Đạo Phật. Sao mình ra đây? Và mình có thắc mắc với cái chuyện đó chưa? Bây giờ thực sự là mình lâu nay mình đã tu ở trong chùa, có thắc mắc cái chuyện không? Có làm sao mình ra khỏi cái có và cái không không? Có mấy ai thắc mắc chuyện này? Nhưng mình không thấy mình bị kẹt trong có không nữa mới là chuyện lạ. Nói có, nói không, nói đúng, nói sai, nói hay, nói dở, đôi khi mình còn thích thú nữa.
mình còn chê người này trúng, còn chê người kia sai là mình cảm giác mình sướng nữa chứ. À, trách người này mình hờn người kia cảm giác nó đã, hoặc là mình chửi người ta mình cảm giác nó ngon hay gì đó đại khái. Có nghĩa là mình càng lúc mình càng lún sâu trong tất cả những chuyện đó mà chúng ta không hay, không hay. Mình nói hơn người khác một lời, mình ăn ngon cái, mình ngủ ngon cái, thì khi tất cả những cái chuyện này chúng ta không biết đó là cái mà chúng ta đang bị dính kẹt. Đó, những cái rõ ràng trong cuộc sống là như vậy. Cho nên chúng ta luôn luôn trôi chìm trong biển hữu lộ này, những cái lộ hoặc sanh tử, những cái hiện hữu hiện tiền bằng những hình sắc mà chúng ta còn thoát chưa ra, thì những cái cảnh giới sâu hơn chúng ta cũng khó thoát lắm. Vào những cái cảnh giới định này ra kia là rỡ không nổi. Cho nên cái khổ, cái lo không bờ bến, và chẳng có một nơi nào chúng ta ở yên. Hay không ở yên không có nghĩa là chúng ta đạt tới vô trụ, chúng ta không ở yên. Nếu mà ai đạt tới vô trụ mà không ở một chỗ thì cũng đáng mừng. Nhưng mà thật sự là chúng ta luôn bấp bênh, chúng ta mất vị trí đứng, chúng ta không có chỗ nào an ổn hết đó. Không ở yên không có nghĩa là chúng ta bị được vô trụ, mà chúng ta đang bị bất an, không có chỗ nào mình bình yên hết á. Cái chuyện mà để có thể bình yên nhất là cái bến đổ tâm hồn của mình, đó là bến đổ bình yên nhất. Nhưng mà ta có đạo đổ được cái bến tâm hồn của mình yên ổn không, hay là quay lại bến tâm hồn của mình đầy xáo trộn, nó chúng ta hoàn toàn không có chỗ nào yên. Nói trời nói đất gì nằm lại mình bất an, ngồi lại mình bất an, ở riêng tư một mình bất an. Bây giờ nói mình thiền định, hỏi mình tu thiền như vậy ngồi thiền mình yên không? Lắc đầu. Chưa có ai nói là tôi vô tôi tu thiền tôi yên cả. Thấy chưa? Thì rõ ràng là chúng ta không có ở được cái chỗ nào an ổn, an lạc. Với chính mình mà mình không an lạc thì khó có thể an lạc trong cuộc đời này. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên hãy đối diện với chính mình một cách rất là an lành. Chơi với mình mà chơi không nổi thì đừng có chơi với thiên hạ. Hay là nằm mình mà cảm không cảm giác bình an, không cảm giác hạnh phúc thì đừng kiếm người khác chơi làm chi. Đem cái bất an, đem cái xáo động, đem cái phiền não tới cho người khác thì rõ ràng mình không tốt. Mình phải thực sự khi đến với một người, dù người đó thân hay là sơ thì ít lắm mà chúng ta phải trao cho họ món quà bình yên trước đi rồi hả chơi sao. Nếu là không được vậy đừng có chơi tiếp. Không. Nhưng mình có đem cái đó đến cho người khác chưa? Nhiều khi mình thấy cười méo xẹo, không có chút nào được gọi là nở nụ cười hạnh phúc hết á. Nếu chúng ta thực sự bình yên, bến đổ tâm hồn, chúng ta thực sự an lạc, thì cái đời sống chúng ta thật sự có giá trị. Thì như vậy là biển hữu lậu này mới hy vọng vượt thoát. Chứ nếu không là chúng ta bị lún, bị chìm và không có lối thoát. Thì những vị thánh thấy như vậy cho nên vì họ sửa sang đại pháp thuyền, tức là với tất cả những phương pháp, với con thuyền giác ngộ giải thoát, phải sửa sang con đường đi đến giác ngộ giải thoát với chúng ta, nó vừa rộng rãi, nó vừa yên bình và đủ sức để có thể chuyển tải tất cả chúng sanh trên đó đi tới lộ trình giác ngộ giải thoát. Đó là cái nhìn của các vị thánh và cái làm của các vị thánh trong muôn vạn kiếp về trước và muôn vạn kiếp về sau. Thì các vị thánh không có được lúc nào mà rảnh chăm lo tìm cách nào đó, tìm phương tiện nào đó, tìm cái cách lý luận nào đó để cho chúng ta thấy được chân lý, chúng ta thấy được chánh pháp để chúng ta có thể yên ổn, có thể an lành sống qua ngày. Sự chăm lo để chúng ta được yên ổn qua từng ngày, từng giờ, đó là cái từ tâm của các bậc giác ngộ. Có đôi lúc mình không thấy được, chứ nếu mình thấy được mình cảm động lắm. Mình thấy có đôi lúc cha mẹ cũng lo cho mình trong lúc nhỏ hay lớn lên, khi mà mình khoảng 20 tuổi rồi mình tự làm công việc được rồi á, thì lúc đó cha mẹ cũng hết có còn đủ sức để theo đuổi cuộc đời của mình, đôi lúc hỏi thăm câu hai câu. Ngược lại người ta không có còn đủ sức để chăm sóc nhau nữa. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát chưa bao giờ buông lơi cái
nhìn của các ngài về chúng sanh muôn loài, chứ không phải riêng là loài người của mình. Các ngài thấy rõ ràng mình đang bất an như thế này, đang dao động như thế kia, cách nào để cho mình yên trở lại, cách nào để cho mình sáng mắt ra, cách nào để cho mình được giác ngộ là các vị làm. Có nhiều khi gây khó mình trong cuộc sống này, làm đâu thất bại đó hết, chặn hết tất cả con đường lợi lộc của mình, dí mình vô rõ. Cuối cùng mình vô mình học Phật Pháp một thời gian, mình nói hồi xưa phải làm ăn ngon lạnh, giờ chắc khỏi có tu được. Thì lúc đó mới mang ơn Phật chứ. Cái hồi mà làm ăn thất bại, đôi lúc mình cũng buồn, mình cũng hiền, mình cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng tu tập tốt, mà tại sao làm gì thất bại đó. Đó là cái cách của các vị giác ngộ muốn cho mình quay về với chánh pháp bằng cái kiểu nào đó. Tại đây là chúng ta thấy rõ ràng là nếu như mình trong đời sống này mà mình đủ cái tin là không có bất kỳ một cái hành động nhỏ nào của mình mà không có hằng hà sa số chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền biết mình hết. Chúng tôi dùng từ là hằng hà, chứ không phải là một Đức Phật hoặc là một vị Bồ Tát được phân công, không có chuyện này. Không có cái chuyện phân công, mà tự các vị giác ngộ rồi, cái tình thương của các vị phủ trùm tất cả chúng sanh muôn loài. Do đó mỗi sự mái động khổ đau của chúng ta là các vị đều biết, đều có thể thông cảm và đang suy tư, đang tính cách, đang tìm phương tiện để đang giúp mình. Chúng ta tin được như vậy thì chúng ta mới yên ổn sống giữa cái cuộc đời này. Và niềm tin này chúng ta cần xây dựng. Đây không phải là niềm tin phù phiếm mà nó là một sự thật. Chúng ta tin chúng ta mới thấy những cái điều mà mình vì Phật đạo mà mình suýt chết, mình được qua một cách rất là nhẹ nhàng. Sức người không có làm được những cái cơn mà những cái cuộc mà gọi là cứu thoát ngoạn mục đó. Sức phàm không cứu nổi. Có những người mà phải nói là trong một cái đời tu tập của mình nó được cứu hết 80 cái mạng rồi, chứ không phải một cái vừa qua nhẹ nhàng lắm. Tới phút 99 mà mình không biết ai cứu thì mình không biết, vừa qua nhẹ nhàng. Thì lúc đó mình mới thấy được là nếu không phải của Phật Tổ thì không ai cứu mình. Nói như vậy, đó là một cái sự thật. Nếu mình một lòng vì đạo, mình cứ sống một cách rất là vô tư cho đạo lý, khỏi cần phải suy nghĩ tới chuyện ngày mai. Chúng ta dám như vậy, dám cược cái mạng mình như vậy thì mình mới thấy điều kỳ diệu của Phật Pháp. Còn nếu không chúng ta tu, chúng ta còn lo này còn tính kia. Ở ông chùa là tính chuyện phải có một cái đường rút, thấy chưa? Nhập chúng rồi là kiếm miếng đất nào đó cất nhà hay là làm gì đó để mình có tiền, gì tính đủ thứ hết rồi. Cuối cùng mình làm không biết mình phải người tu hay người đời. Mà mình cũng vẫn ở trong chúng. Rồi Phật tử cũng nghĩ là mình là người xuất gia, nhưng không phải. Mình cái hình thức là người xuất gia, nhưng mà tâm mình thua người thế tục. Có những người Phật tử người ta làm cả một cái đời của họ, lú vô một chút tiền dư cái là họ nghĩ là phải lo chùa nào liền, họ phải lo giúp ai. Nhưng mà ngược lại những người tu sĩ thì không phải như vậy. Đó mới là chuyện đáng cười. Phật tử có những người mà họ rất là nhiệt tâm với đạo, mà nhìn thấy là không có còn cái đường nào, họ không bao giờ trong đầu họ tính cái chuyện mà dư tiền để lo mình bồi bổ thuốc men hay là ăn uống. Mà họ nghĩ là cái chùa này cần, cái chỗ kia cần, cái chỗ nọ cần, cái họ đem họ giúp hết xong. Mà họ không nghĩ tới cái chuyện ngày mai. Có nhiều người thắc mắc nói chị lo hết tất cả mọi cái rồi, giờ chị sống làm sao? Nó trả lời một câu khỏi suy nghĩ là để Phật lo cái là xong chuyện. Nhưng mà những người như vậy thì rõ ràng là họ đã có một đời sống rất là tốt. Và chúng ta để ý những cái vị tăng ni ở một chùa, ở một chúng mà lo gọi là tích trữ tư đa bảo trì quyển chất. Đúng cái nghĩa. Đó là tích trữ của riêng rồi nó lo chuyện riêng tư, câu mốc, làm ăn, buôn bán, thấy nó không có khác người đời chúng nào. Thì những người đó sẽ thấy cuối đời của họ, họ nhìn đúng tiền mà họ cái tay có đó nhưng mà lấy không được. Tới lúc đó rồi mới thấy cái khổ là khi mà mình có tiền có tay cộng được rồi mình không biết phải xài cái kiểu gì trên cái đống tiền của mình, thì lúc đó mình mới nếm cái mùi là hủ lậu đã nhấn chìm mình. Và tới giờ phút này có những người tu chưa thức tỉnh, thật sự ở trong chùa không biết gì cái mục đích gì mà họ chưa thức tỉnh.
Thật ra là chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn theo dõi chúng ta, coi chúng ta có thật tâm hay chưa cái đó. Ít ra đối với Tam Bảo mình là cái người thật lòng cái đó. Đừng có nói dối gian gì, nhưng mà kể từ ngày tôi vô chùa, tôi thật tâm với Tam Bảo, hết lòng sống cho đạo, chỉ cần nhiêu đó thôi. Và chúng ta có thể sống với cái tâm này muôn đời vạn kiếp về sau là không bao giờ bị thiếu thốn bất kỳ một cái gì. Và chính cái tâm này sẽ cứu thoát chúng ta vượt những cái khó khăn nhất trong đời sống thực tại cũng như là trong đời sống tâm linh. Thực sự có những cái chỗ mà tâm linh chúng ta gần như bế tắc hoàn toàn. Ngày này qua ngày kia mình tiến không được, mình thối không được, công phu nữa không được mà thụt lùi nữa không được. Cái chân lý thì mù mờ, mà rút lui thì không có đường rút. Nhưng mà chúng ta còn một cái rất là nhiệt quyết ở bên trong của mình là dứt khoát phải phá vỡ cái mê lầm sinh tử. Nhiều đó đủ để chúng ta có thể phá vỡ được mọi thứ. Nhưng mà cái đó đời nay cũng đã hiếm, hiếm lắm. Thực tình mà nói là tìm một người như vậy suốt cả đời tìm cũng đã khó rồi. Thật ra là mà đời này cho tới kiếp nọ chúng ta luôn luôn là những người gà lười, gà nhười, nó là biến trễ, rồi là nhát nhố, là giải đãi. Nhưng mà chư Phật cũng theo đuổi từng bước chân của mình, chư Bồ Tát cũng theo dõi từng cái hành động sống của mình, chờ một ngày nào đó tạo một cái duyên lành để cho chúng ta hướng thêm, chúng ta bước thêm một bước. Và đời này cho tới kiếp nọ gần như là không bao giờ chư Phật, chư Bồ Tát buông lơi cái quan tâm với mình. Mình hiểu được như vậy mình mới thấy rõ ràng là chỉ có cái từ tâm của những bậc giác ngộ mới chính là cái mảnh đất mà chúng ta nương. Thực sự khi hiểu tới những cái điều này rồi, chúng ta chỉ có biết là cúi đầu kính lễ, nguyện sẽ hiến dân hằng hà số thân mạng về sau cho Tam Bảo để đền ơn chư Phật chư Tổ. Không đủ nữa, thực sự chúng ta không biết bao nhiêu mạng để chúng ta đền đủ những cái chuyện mà Phật Tổ đã từng dẫn dắt, đã từng dìu dẫn của mình qua sông mê bể khổ, thoát những cái kiếp nạn trong sinh tử lớn lắm, không có nhỏ. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là các vị luôn luôn gọi là sửa sang cho mình con đường đi, tạo thành con đường đại pháp thuyền. Đây là nói với tất cả những cái việc đang làm của các vị. Chư Phật cũng vậy, chư Đại Bồ Tát đều vậy hết, các vị đang làm vậy. Và không phải không dừng, việc làm chưa bao giờ dừng nghỉ, chưa bao giờ lười mỏi. Đó là một điều rất lạ của các vị giác ngộ. Vì khi chúng ta yên lắng một chút đó, tâm mình thanh tịnh trước, mình hướng về chư Phật chư Tổ, và chúng ta chỉ có nước bị gọi nó bị gì, bị chấn động để mà cung kính lễ lại thôi, chúng ta không có dám có nửa ý nghĩ gì. Dù cho cuộc đời mình gặp bất kỳ một cái chuyện gì trắc trở, cái lòng mình nó cho tới cái phút thở cuối cùng, một cái hơi cuối đi nữa, hướng về chư Phật chư Bồ Tát với tất cả lòng thành kính và tri ân, tại mình đã thọ nhận nhiều lắm hàng hà sa số kiếp cho tới bây giờ. Chúng ta phải thấy được cái này, mỗi khi nghĩ tới Phật Bồ Tát là chúng ta cảm động cái tình này, cái lòng từ của các vị lớn lắm. Ở đây thì Ngài Văn Thù nói là sửa sang đại pháp thiền, nghe nó thường ha, chúng ta nghe thì nó rất là bình thường, nhưng mà đó là tất cả những cái tâm từ của các vị giác ngộ, gần như là trải rộng con đường đi cho chúng ta. Nếu mà chúng ta thực sự đi đúng con đường chánh pháp, dù bất kỳ một chế độ chính trị nào, chúng ta vẫn cảm giác bình yên. Đó là một điều rất là lạ. Thay đổi cái gì thì thay đổi, nhưng mà nếu chúng ta đang sống đúng chánh pháp, chúng ta cũng rất là an lành. Dù binh đau xảy ra khắp nơi, chúng ta vẫn an lành ở trong chánh pháp. Đó là một điều đặc biệt của Tam Bảo. Nhưng mà chúng ta biết như vậy, để chúng ta đi tất cả các nước mà nó bị gọi là xáo trộn, dao động cái kiểu gì, nó không còn là chánh pháp, không còn là Tam Bảo hiển hiện ở đó, nhưng mà chúng ta vẫn sống đúng với chánh pháp, chúng ta cũng yên bình nữa, lạ lắm. Chúng ta sống đúng với chánh pháp, chúng ta đi các nơi trên thế giới, ở loài người của mình, thì những cái nước mà hoàn toàn chống đối Phật giáo đi nữa, chúng ta vẫn sống an lành,
một điều rất kỳ như vậy. Và cho tới tất cả các cõi mà chưa có đạo Phật, nếu chúng ta hiểu và sống đúng chánh pháp, chúng ta vẫn an bình. Cho tới khi chúng ta bỏ thân mạng này mà đi vào thế giới bên kia, nếu chúng ta sống đúng chánh pháp, chúng ta vẫn an bình. Đó là một sự thật. Cho nên lúc nào chư Phật, chư Bồ Tát cũng mở rộng con đường đi cho mình, gần như là trải thảm đỏ để mời chúng ta lên. Có điều là chúng ta đi trật đường, trật bờ lề thì gắng chịu, phải không? Đi trật bờ lề với chánh pháp thì nắng táp mưa sa khổ đau chập trùng phía trước, không bao giờ chúng ta được yên bình. Chúng sanh vô tri chẳng thấy cội, mê lầm cuồng si trong hiểm nạn, Phật thương xót họ xây pháp kiều, khiến trụ chánh niệm là hạnh Phật. Những cái lời nói gọi là cái gì đó, những cái này chúng ta phải nói là những cái chân tình, những cái tâm tình, những cái tâm sự thật ở trong Phật pháp, những cái tình cảm của chư Phật và chư Đại Bồ Tát thấy mình mà vừa thương vừa dỗ về ha nha. Chúng sanh vô tri chẳng thấy cội nguồn. Rõ ràng là chúng ta không thấy cội nguồn. Mà người không thấy cội nguồn là không có còn chuyện gì để bàn hết. Nó thấy cái gì thì hay lắm mà cội nguồn mình lại không thấy. Cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết hết trơn. Cái gì mà cũng tài hết trơn, nhưng mà cội nguồn mình là cái gì mình cũng không hay luôn. Không biết cách để quay về. Đó là cái điều mà nghĩ tới thì chư Phật chư Thánh rất là thương mình. Thấy chưa? Mê lầm cuồng si trong hiểm nạn. Thì rõ ràng không thấy cội nguồn là bị cuồng loạn, bị si mê, bị khổ đau và sống trong hiểm nguy, trong hoạn nạn, chứ chúng ta không có lúc nào bình yên. Đừng nghĩ mình ông này bà nọ mà bình yên, không có ông nào là bình yên hết á. Không có ông nào bà nào mà khi mà cội nguồn chưa trở lại bình yên, trở lại cội nguồn của mình, trở lại cái bờ bến giác ngộ giải thoát của mình mới hy vọng có một chút an bình. Còn chúng ta đi trật con đường đó rồi á hả, thì kiếm một chút bình yên là ảo tưởng thôi. Chúng ta ảo chứ không có thật. Khi thấy được sự thật rồi thì mỗi lúc mỗi an bình. Nhưng mà thấy sai sự thật rồi thì an ảo hiện ra, chút cũng bất an trở lại. Thấy sai rồi là khó có sống đúng lắm. Nói kiểu gì cũng là sai. Chúng ta thấy câu thứ ba là Phật thương xót và xây tháp kiều. Cái từ xây tháp kiều hay không? Cái gì đó, có con hát này cắt cầu kiều để em qua gì đó. Này dùng cái từ là xây tháp kiều, có nghĩa là một cái tháp nó đẹp và kiều diễm và nó cao thâm để có thể dung chứa được chúng ta được vượt thoát khỏi những cái gì hiểm nạn trong cái cuộc sinh tử của mình. Do lòng từ của Đức Phật, tình thương của Đức Phật nó bao dung đến cái độ là chúng sanh cỡ nào đi nữa Đức Phật cũng giơ tay để cứu vớt. Để xây một cái tháp cao rộng đẹp đẽ mênh mông để chúng ta trú ngụ. Và chỉ có Đức Phật và chư Đại Bồ Tát mới đủ cái sức làm như vậy. Chứ còn thực sự mà nhìn, chúng ta nhìn mình trong một tuần thôi, coi mình tu làm sao vậy. Nhìn từng thôi. Ví dụ thứ hai này sáng ngủ lúc dậy cũng tinh tấn từ 3 giờ tới 5 giờ, cái 5 giờ tới 7 giờ làm gì? 8. 7 giờ tới 7 rưỡi rồi vừa tắm giặt nhưng mà vừa vọng động rồi đủ thứ chuyện trên đời, rồi cái tới giờ ngồi thiền cũng đâu có yên, ngồi thiền cũng tiếp tục vọng động tiếp, rồi phải nghỉ ngơi mới tính toán ra cái chuyện làm ăn lợi lộc này nọ kia, quên đi Phật đạo. Ở ông chùa mà phải từ dụng từ là ở ông chùa mà quên mình ở ông chùa. Ở ông chùa có nghĩ mình đang ở chợ thì sao, cũng vẫn tính toán, vẫn tranh đấu, vẫn hơn thua đủ thứ vậy đó. Mà chư Phật cũng theo đuổi từng bước chân của mình, chư Bồ Tát cũng thấy rõ và thương xót chúng ta. Kệ nó đi, nó ngu si, nó khờ dại tội nó, cũng tạo điều kiện cho nó sống yên cái đã. Thấy chưa? Cho mày ăn cơm chùa, mày không tu mày cũng thiếu nợ chùa cái đã. Nó thiếu nợ từ từ vậy chứ đâu có còn cách nào khác đâu. Nó người từ từ từ. Nó lâu lâu cái nó giật mình, nó thấy là chuyện tu cũng là cần kiếp, như là đốt lửa cháy đầu cái quãng tu được 5 phút cái buông ra cái không biết thành cái gì. Vậy mà chư Phật chư Bồ Tát cũng thương đúng không?
ngày này qua ngày nọ, chư Phật chư Bồ Tát cũng gìn giữ mình, cũng bảo hộ mình, cũng lo lắng cho mình, cũng tạo điều kiện cho mình, cũng phấn khích cho mình tu tập. Và không phải ngày này qua ngày kia, mà đời này qua kiếp nọ, chư Phật chư Bồ Tát luôn làm những cái điều đó. Thực sự chúng ta hiểu được những điều này rất cảm động. Nếu mình học Phật Pháp nhiều á, chúng ta thấy những cái điều này rõ ràng là chỉ có biết là đội Phật trên đầu để mà đi, chứ không còn chuyện thứ hai để mà nói nữa. Cho nên Phật thương xót họ xây tháp kiều, không có nói cảm động dễ sợ ha. Không có những cái điều đó thì đời này, giờ này chúng ta không có phút ngồi yên ở đây đâu, phải nói thật như vậy. Nó có những cái cuồng loạn ở trong cái thế giới muôn loài này, nó kinh hoàng lắm. Chúng ta sẽ được, chúng ta đang được cái sự che chở, sự bảo bọc nào đó, chúng ta mới có những phút giây yên bình. Chứ nếu không có sự xáo động của các thế giới khác, các thế lực khác hướng đến đời người của mình đó, thì cái này nó cũng do nhân quả nhiều kiếp của chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn được sự bảo hộ. Phải thật sự mà nói là chúng ta đang được sự bảo hộ rất là lớn, để chúng ta có những cái phút giây ngồi yên, được học Phật, được tu Phật. Mặc dù là học hình thức, chứ chưa có thật tâm mở lòng của mình để đón nhận từng câu, từng chữ ở trong Phật đạo. Chúng ta chưa có thực sự là buông hết tất cả mọi cái để chúng ta sống yên trong đạo lý một giờ. Thế mà Phật Bồ Tát vẫn mong chờ ha, vẫn giúp ích, vẫn bảo bọc, vẫn che chở, vẫn sách tấn chúng ta tu. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy chỉ có lòng từ của đạo Phật ha. Phật thương xót họ xây tháp kiều ha. Câu nói nghe nó hết sức là tình cảm. Khiến trụ chánh niệm là hạnh Phật đó. Làm bằng đủ mọi cách để chúng ta được an trú trong chánh niệm. Và đó là cái hạnh của Phật đã từng làm. Thấy các chúng sanh ở đường hiểm, khổ già bệnh chết luôn bức ngặt, tu các phương tiện không hạn lượng, thể độ tất cả là hạnh Phật. Càng nói sâu về cái hạnh của Đức Phật, khi Đức Phật thấy tất cả chúng sanh già bệnh chết luôn bức ngặt. Cái bệnh cũng làm chúng ta khổ, cái già cũng làm chúng ta khổ, cái chết cũng làm chúng ta khổ, thì cái điều này chúng ta hiểu rồi. Và chúng ta đang đi trên đường hiểm trở, cái đường đi của mình đi tới già bệnh chết không phải bình an. Chứ nếu mà mình đi thẳng tới già bệnh chết yên ổn an lành thì Phật không có cần phải lo. Nếu có một chúng sanh nào mà sống hết sức là an bình, đường đi ở phía trước là luôn luôn là phẳng lặng, là yên tĩnh, thì Đức Phật đỡ lo hơn. Còn mình là bị đi đường hiểm, chỉ cần trật bước chân là xa hầm sụp hố, không biết là xuống tới cõi nào. Cho nên Phật phải rất là kỹ lưỡng, lo lắng từng giờ từng phút cho mình. Cái khổ già chết bất ngặt luôn luôn như vậy. Cho nên là Đức chính bản thân Đức Phật cũng phải tu tất cả các phương tiện không hạn lượng. Chư Đại Bồ Tát cũng dùng tất cả phương tiện tu tập không hạn lượng. Cái chuyện thanh tịnh cũng có, chuyện không thanh tịnh cũng có, hòa nhập cũng có, đồng sự nhiếp gì gì đó là gần như chư Đại Bồ Tát làm đủ. Nhớ cho tới mà đang ở cõi thanh tịnh của chư Phật chư Bồ Tát phải xuống đây sống với mình. Sống tu bình thường thì nó không có sợ tao phải nhịn đói cho tới 5 năm, 7 năm cho mày ớn. Tất cả những phương tiện đó mà chúng sanh nói tới Phật là cả như cúi lại thôi, cực khổ ai bằng. Đó thì các vị không bỏ bất kỳ một phương tiện nào để độ sanh. Sống chung để mà nói được một tiếng, các vị cả một đời sống chung để nhắc một câu các vị cũng làm. Vậy cũng hết đời độ sanh của một vị Bồ Tát. Có đôi khi có những vị Bồ Tát họ không phải xuống đây để xuất gia làm thầy lên tòa thuyết pháp, mà vì cái duyên phải trả ai đó một cái điều gì, đến lúc phải độ người đó trong cái đời này, các vị xuống để dành hết thời gian để giải quyết cái món nợ xưa rồi đi. Người âm thầm lặng lẽ ra riêng, người ta không biết có phải là ông Bồ Tát hay không, nhưng mà thật sự ông chỉ làm chuyện, ông chỉ biết chuyện đó thôi. Cái đó là cái hạnh của các vị. Cho nên nhiều khi những người sống bên cạnh mình, họ là những cái vị Bồ Tát thật á,
họ tới với mình một phút, một giây, một ngày, một giờ gì đó, họ muốn làm cái gì để cứu thoát mình. Nhưng mình dày nghiệp của chúng sanh quá mà nhìn không ra. Nhìn không ra rồi mình nhìn lại, nhìn họ méo mó kiểu gì đó nữa thì rất là tội, phải không? Chư Phật, chư Bồ Tát là tu tất cả các hạnh, làm mọi điều, mọi phương tiện để cứu độ chúng sanh, phải nói như vậy. Làm sao mà mình giật mình tỉnh giấc, mình thấy rằng cái cõi này thực sự quá khổ đau, cần phải vượt thoát. Cái sinh già bệnh chết là cái bất ngập của cuộc sống này, cần phải thoát ra. Mà đến mỗi ngày chúng ta thực sự ý thức được cái chuyện sinh già bệnh chết là khổ, và chúng ta muốn vượt thoát thì có một chút trí tuệ của Phật Đạo. Và như vậy là chúng ta mới thấy được là cái tâm của chư Phật và chư Bồ Tát là thệ độ tất cả, không bỏ chúng sanh nào, không bỏ sót chúng sanh nào. Nơi nào còn chúng sanh mê lầm là nơi đó còn Bồ Tát xuất hiện. Chúng ta nên biết điều này. Cho nên nếu như tâm hồn chúng ta vẫn còn hướng Phật một cách chân chánh thì chúng ta rất tự tin để đi. Chỉ có những người mà không tin Phật, và thường không tin Phật thì chúng ta cũng chẳng có tin gì trong cuộc sống này đâu, và đời sống chúng ta sẽ bị bất an. Nghe pháp tin hiểu không nghi lầm, rõ tánh không tịch chẳng kinh sợ, tùy hình lục đạo khắp mười phương, cứu khắp quần mê là hạnh Phật. Tới đây chúng ta mới thấy là vừa nói lên cái hạnh của cái người giác ngộ, vừa khuyến tấn mình là sao? Nghe pháp tin hiểu không nghi lầm. Với tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta thực sự mà nghe pháp của Phật dạy, chúng ta tin và chúng ta hiểu và không còn mê lầm bất kỳ một điều gì nữa. Và thứ hai là gì? Gọi rõ được cái tánh không tịch, không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào nơi tâm nữa. Này rất rõ ràng, nó hay dễ rõ ràng nha. Rõ tánh không tịch rồi thì mới không còn sợ hãi. Ngược lại, một người hết tất cả những sợ hãi thì người đó làm sao? Cũng sẽ là người rõ tánh không tịch. Cho nên ngày nào mình còn sợ cái gì đó là biết mình chưa rõ, chưa rõ ràng cái tự tánh không tịch của mình, đúng không? Chúng ta còn sợ không? Có ai hết sợ chưa, đưa tay lên coi. Đến một ngày mà chúng ta hiểu được pháp Đức Phật, đến ngày mà ta hiểu được tự tánh không tịch của chính mình, tới một ngày chúng ta sống tự tại trong tam giới này chứ không phải trong cái cõi người. Có những cái nỗi lo trong cõi người chúng ta chưa hết. Chúng ta lo thiếu cơm, thiếu áo, thiếu gạo, thiếu tiền thôi. Nỗi lo đó cũng chưa hết nơi tâm mình, thì làm gì nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát. Chúng ta tự nghiệm lại đi. Bây giờ sống một ngày ở trong chùa, bây giờ mình biết chắc chắn là cái chùa chúng ta đang ở, cơm áo gạo tiền đủ à. Không cần lo cơm, vẫn có cơm để ăn. Không cần lo áo, vẫn có áo để mặc. Không cần có lo chỗ ở, chúng ta vẫn có chỗ ở an lành. Đó là cái phước của mình. Nhưng mà buông ra, chúng ta có lo cái đó lại không? Vẫn phải lo sợ những cái điều này. Đó là cái bệnh nghiệp của mình. Kỳ lạ, chúng tôi không hiểu nữa. Tức là mình nó là bảo bọc hết tất cả những gì, ăn cái ở cái gì đó gần như bảo bọc hết, chỉ có là dành thời gian để cho chuyện chuyên tu thôi. Ê, vậy mà ngồi thiền xong cũng xả thiền đi xuống, cũng đi vòng vòng kiếm người nào đó khiều khiều làm quen để chuẩn bị thủ gì á. Thật sự á, mình thấy rõ ràng cái người mà có tu á, thì khi mà họ đã thấy được cái chỗ để có thể họ gieo mình vào trong chánh pháp được, họ có thể buông mình, họ có thể sống được, và họ quyết lòng họ sống cho kỳ được với chánh pháp, thì cái đó là kiếm không ra. Cái thời này thật sự là kiếm cái điều đó nó hiếm quá đây. Chứ còn nếu mà không còn cái gì để chúng ta lo nữa, và chúng ta chỉ đặt cái đầu của mình vào để làm sao rõ tỏ chánh pháp thôi, để hòa nhập trong cái tự tánh thanh tịnh, để hết tất cả những cái lo lắng sợ hãi trong cuộc đời này,
Tôi nói lo trong cuộc đời này thôi, chứ còn chưa nói là những cái chuyện lớn khác mà con người ta cũng không chịu làm. Ở đây chúng tôi dùng từ là không chịu làm, chứ không phải là làm không được. Hỏi kỹ là chúng ta chưa chịu làm. Còn nhiều cái lo mà nó không có phù hợp cái gì với cái chuyện tiến thân trên bước đường Phật đạo của mình hết đó. Dư thừa mà lo rất là cố gắng, trong khi cái việc mà cần nhập đạo á thì buông lơi. Đi tu giống như người ta lấy lúc nó đốt cái đuôi mình thì mình nhảy một bước, còn không có đốt đuôi cứ đứng lại. Nói tu kiểu đó thì không biết chừng nào mới đi tới nơi thật sự. Ta đốt cái đuôi mình cái nhãn cọ cọ cái tới cái cũng đứng chừng lại đó. Thay vì người ta xô mình thì mình đi tới luôn thì biết bao nhiêu cái chuyện hay của phía trước của mình, nhưng mà không chịu. Biết rõ ràng là phía trước là một cái gì đó hết sức là yên bình, hết sức là an ổn, nó được cái tháp kiều Đức Phật đang xây dựng à. Thấy chưa, một cái tháp mà nó đẹp kiều diễm à, không có cái gì có thể đẹp hơn, Đức Phật đã xây dựng sẵn cho mình rồi. Vậy mà mình không có chịu bước vào, cứ đi lòng vòng ở ngoài rồi hồi không biết đi lạc đi đâu về đâu. Đó là tâm của chúng sanh. Cho nên là nếu mà một ngày chúng ta sống giữa cuộc đời này mình cảm giác hết chuyện gì để sợ, sinh già bệnh chết không còn chuyện để lo nữa, tức là không còn lo chuyện sinh già bệnh chết, có nghĩa là chúng ta đã tự tại chứ không còn lo là cái kiểu ngu si của mình bây giờ, là mình không có sợ sinh già bệnh chết, nhưng mà sinh già nó xảy ra mình không biết mình đi đâu về đâu mà không lo, thì cái loại đó là loại hết thuốc trị, hết thuốc chữa rồi. Bệnh kia đó là bệnh trầm kha rồi. Rồi có nhiều người nói là xuống địa ngục cũng chịu, không sao, chơi một bữa cho nó vui cái đã. Có nhiều người như thế. Thì đó là những cái nhìn mà nó sai lệch. Cho nên nếu mà mỗi ngày nào chúng ta tu tập, chúng ta thấu thoát được sinh tử luân hồi rồi, tức là thấy rõ được tự tánh không tịch của mình, chúng ta sống trọn ở trong tự tánh để rồi cái chuyện buồn lo gần như nó không còn ở nơi tâm nữa, thì lúc đó là lúc mà Đức Phật mới có yên tâm cho mình. Một chúng sanh như vậy á thì chư Phật, chư Bồ Tát nhẹ lo. Và đó cũng là cách mà chúng ta được gọi là đền ơn các ngài. Tức là Đức Phật ở trong kinh nói là nếu nói tới cái chuyện mà đền ơn và báo ơn ta thì sao? Thì đó là cái người sống như pháp của ta dạy, thực hành đúng cái pháp của ta dạy. Và ngày nào chúng ta thực hành như pháp Đức Phật dạy, tức là ngày đó chúng ta đang làm việc đền ơn Phật tổ. Đừng nói hay ho gì. Thấy không? Thật ra đến một cái ngày mà chúng ta thực sự rõ được cái tự tánh thanh tịnh của mình, chúng ta không còn buồn lo nữa, sinh tử không còn là chuyện bức ngặt đối với chúng ta nữa, thì ngày đó là chúng ta đã đền ơn Phật tổ được một ít phần trong muôn một à. Tùy hình lục đạo khắp mười phương, chúng ta mới thấy chư Đại Bồ Tát ghê gớm đến độ là trong lục đạo luân hồi tùy hình, có khi là hiện là hình người để xuống cõi người này để dạy chúng ta. Có khi là xuống tới loài thấp hơn các loài lục đạo là thú, các vị cũng xuống đó cứu giúp các loài đó. Xuống tới ngạo quỷ, súc sanh, địa ngục, trời, người, A-tu-la, các vị gần như là tùy. Mỗi một cái lần phát nguyện đi một cõi là các vị phải mang hình thù của cõi đó. Như mình bây giờ kêu mình khum xuống mình đi bốn chân giống như con cẩu, mình dám không? Ngại gì bản ngã mình giờ là người nó hơn cẩu rồi. Cho nên xuống đi kiểu nó kỳ lắm, không giống ai, đúng không? Nhưng mà chư Bồ Tát không có chuyện này. Thế mà chúng sanh đau khổ cõi đó cần giúp, các vị xuất hiện tới để giúp. Vì các vị không có còn bản ngã riêng tư giống như mình. Mình còn bản ngã riêng cho nên mình bảo thủ mình. Mình đang là cái vị thế này, mình đang là vị trí này, là vị trí này nó cao hơn vị thế, vị trí kia. Cho nên mình xuống mình thấp hơn mình làm không được. Nó rõ ràng như vậy. Có những cái người mà chúng tôi thấy á, họ không biết họ học, họ hiểu cái kiểu gì á, thế họ cũng có một chút địa vị của xã hội. Khi mà về á, cha mẹ mình bệnh á, cha mẹ là người thứ nhất là không có thế lực, không có uy quyền, không có gì hết, người nghèo, nông dân ở quê. Mình là người có thế lực ghê gớm với xã hội.
Thật ra về mà khi mẹ bệnh, cha bệnh, không có đưa tay đỡ, sợ dơ, sợ nó mất vị trí của mình. Mình là ông lớn, mình là bà lớn, mình đỡ cha mẹ mình đỡ không nổi, nghĩ bỏ tiền ra mướn người ở đỡ thế mình. Nếu vậy mà mình nghĩ là mình là người cao sang quyền quý nó mới ghê chứ. Mà rất là nhiều cái người làm những cái chuyện đó, chúng ta mới thấy là rõ ràng là cái con người của mình được dạy dỗ cái kiểu gì á thì mình cũng không biết, để nó thành cái loài gì thì cũng không biết, cái tình người không có. Chúng tôi đây là cái chuyện thật, cách đây như là mới hôm qua này chứ không có lâu. Hôm qua một đứa con trai đi cùng với bà mẹ vô cái phòng khám, bà mẹ quá đau ghê lắm, bà ấy nằm xuống giường, tôi kêu chú đỡ. Giống như nó kiểu nó giơ tay nó đụng cho mẹ nó giơ tay đỡ xuống giường, nằm dưới giường để cho tôi trị bệnh, mà nó dứt khoát lại không đỡ, nó thôi để cho mẹ con nó tự đau quá mẹ con nó tự chuyển. Nhưng mà biết rõ ràng nó gốm, nó không đụng tới mẹ nó, nó con trai biết làm sao mà cực chẳng đã, mới dắt mẹ nó đi khám mà nó làm cái kiểu đó. Mình thấy kỳ, nó là người bây giờ nó không biết thành cái gì rồi, mà tướng thì cũng sang lắm, chắc là cũng không cốm gì đâu nha, nó làm cũng mắc cười mình không hiểu nổi. Cho nên chúng ta mới thấy là cái cách mà tùy hình của một vị Bồ Tát là một cái gì đó nó kinh khủng lắm, loài người chúng ta làm không nổi đâu. Một cái người bình thường như mình phải nói là rất là khó làm. Tại vì một người Bồ Tát đang ở chỗ cõi giới thanh tịnh mà xuống ở cái loài người của chúng ta, khi mà một người về cõi trời thôi nha, họ nhìn xuống cõi người của mình, chúng ta ví dụ cõi người của mình nó nhơ nhớp giống như một bãi nước bọt đang bị phun dưới đất vậy đó. Nó phải nói thật, các người cõi trời nhìn mình vậy, mình đẹp cái kiểu của mình, nó đẹp kiểu gì đẹp. Nhưng mà các vị cõi trời mà nhìn mình nó khác, một nước bọt ở dưới đất thôi là thua nữa. Thấy mình nheo nhút giống như là những cái con mà nheo nhút trong đống phân mà mình thấy vậy đó, thì các vị cõi trời nhìn mình cũng tương đương như vậy á. Các vị Bồ Tát còn thanh tịnh hơn, kinh khủng hơn nữa. Vậy mà các vị còn phải tùy hình để mà tới đây độ mình, thì cái lòng từ các vị nó lớn lắm mới làm được những chuyện này. Từ một cái địa vị rất là cao mà đi xuống cái cõi thấp để cứu độ chúng sanh, đó là lòng từ lớn lắm của đạo Phật mới làm nổi. Vậy đấy, chúng ta thấy rằng cái tình của chư Phật và chư Bồ Tát, cái lòng thương của các ngài gần như là không có ngại nhơ nhớp. Tùy hình đi vào trong lục đạo, đây là một câu nói rất là bình thường, nhưng mà chúng ta nghiệm đi chúng ta mới thấy rõ ràng là thực sự là đáng kính nể. Đáng kính nể thật sự. Các vị thì xứng đáng để trời người lễ lại cúng dường, nhưng mà đôi lúc xuống thấp hơn cõi người để làm cái việc độ sanh, đến cái cõi nhơ nhớp để làm cái việc độ sanh, thì đó là một cái chuyện khó làm, cái hạnh khó làm mà các vị làm được. Thì thực sự những người đó là những người đáng kính nể. Nghe chưa? Tùy hình lục đạo khắp mười phương, không có hình thù nào các vị ngần ngại hết, dạo trong tam giới là một cách rất là tự tại, muốn vào cõi nào, muốn ra cõi nào, muốn mang hình thù gì để độ sanh là các vị liền biến hình kiểu đó để mà lợi ích cho chúng sanh. Thì đó là một cái gọi là cái gì, cứu khắp quần mê, đó là hạnh Phật, do học cái hạnh của Phật mà làm tất cả những cái việc khó làm ở trong lục đạo luân hồi này để cứu độ chúng sanh. Đó là tâm từ của các vị. Lúc bấy giờ quang minh của Đức Phật chiếu quá mười ức thế giới, suốt khắp đến trăm ức thế giới, ngàn ức, vạn ức, trăm ngàn ức, na do tha ức, trăm na do tha ức, ngàn na do tha ức, trăm ngàn na do tha ức, nhận đến vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thiết, tặng pháp giới, hư không giới, tất cả thế giới ở mười phương, nơi mỗi thế giới diêm phù đề, đến sắc cứu cánh thiên, mọi vật cảnh đều được hiển hiện, nơi mỗi diêm phù đề đều có Đức Phật ngự ở giữa đạo tràng, mười Phật sát vi trần số Bồ Tát. Do thần lực của Đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đều cùng mười Phật sát vi trần số Bồ Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự. Đến chỗ đây là cái câu mà chúng ta được gọi là tổng kết rồi nha, cái cách mà nói về cái số nhiều ở trong đạo Phật. Chúng ta nghe lại nè. Lúc bấy giờ quang minh của Đức Phật chiếu quá mười ức thế giới. Hồi nãy hồi đầu chúng ta học là mười nữa, rồi trăm, rồi ngàn, rồi vạn, rồi ức, rồi mười ức. Hả chơi, rồi số ức là số giống như số triệu rồi đó. Rồi vạn ức,
trăm ngàn ức, na do tha ức, trăm do tha ức, nhận đến vô số vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả sinh, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thiết, tận pháp giới, hư không giới. Đây là một cái phần nói là tổng hợp, để thấy rằng là cái hào quang này không còn có cái chỗ nào không chiếu tới. Chúng ta hiểu như vậy, không có một cái góc ngách, một cái ngõ nào, một cái chỗ nào bược lẫn khuất khi hào quang Đức Phật đã chiếu tới. Thì vậy là khắp mười phương nơi mỗi thế giới diêm phù đài, chỗ nào cũng có. Đó là cái phần mà chúng ta thấy được cái hào quang giác ngộ của Đức Phật. Bây giờ Văn Thù Sư là Bồ Tát ở trước mỗi Đức Phật đều ứng thanh nói kệ. Thì cõi nước nào chiếu tới là cõi đó có Phật, và cõi nào có Phật thì cõi đó có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thật ra là hằng hà sa số cõi nước, là hằng hà sa số chư Phật, thì hằng hà sa số Văn Thù Sư Lợi nói kệ. Chúng ta thấy kệ này không phải là một người ở một cõi. Một niệm quán khắp vô lượng kiếp, vô khứ, vô lai, cũng vô trụ. Như vậy rõ biết việc ba thời, chiêu sức phương tiện thành lập lực. Chúng ta đọc cái kia thì chúng ta biết ở đây là bắt đầu tổng kết. Tổng kết thì sẽ nói chuyện theo cái kiểu tổng kết. câu đầu tiên là gì? Một niệm quán khắp vô lượng kiếp. Ngọc thấy là có thể hằng hà sa số kiếp này là cái gì? Túc mệnh minh, tức là cái minh mà thấy hằng hà sa số kiếp về trước không phải của riêng mình mà là tất cả chúng sanh muôn loài. Thật ra chúng ta nghe ở trong kinh nó có những cái đoạn kinh nói là khắp mười phương pháp giới này có một trận mưa, có bao nhiêu hạt, Đức Phật đều thấy, đều biết rõ, không sót hạt mưa nào. Thì như vậy là ghê gớm lắm rồi đúng không? Nhưng mà chưa, phải chưa? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Phật nói là có chúng sanh ở khắp mười phương pháp giới này, tâm niệm nghĩ cái gì, tu tinh tấn hay tu giải đãi, ở giữa rừng sâu hay là ở giữa chợ đời, lên non hay là xuống biển, ở trong rừng người hay ở chỗ thanh vắng, ở đêm thâu, ở chỗ ban ngày, tất cả những ý niệm đó Đức Phật đều thấy, đều biết một cách rõ ràng. Nhưng rồi cũng chưa có bằng Kinh Quan Âm nữa. Kinh Quan Âm một niệm thấy tất cả chúng sanh muôn loài, vô lượng kiếp của tất cả chúng sanh chứ không phải là một à. Ví dụ như bây giờ thấy tất cả chúng ta ngồi đây, và thấy tất cả cái tâm niệm chúng ta ở đây, cũng như tất cả chúng sanh ở cái thế giới loài người này, có bao nhiêu tâm niệm hướng thiện, hướng ác, hướng thượng, hướng hạ gì đó là chư Phật, chư Bồ Tát biết hết. Nhưng biết vậy là không thấy gì, biết như vậy là chưa có đã. Phải dùng cái từ Đại Thừa nói vậy là chưa có tới, nói kiểu này mới tới nè. Như vậy là một niệm quán khắp vô lượng, vô số, vô biên kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài. Có nghĩa là gì? Không phải thấy chúng ta đang ngồi đây là thấy chúng ta đang ngồi đây, mà thấy chúng ta đang ngồi đây là thấy hằng hà sa số kiếp sanh tử của mình hồi ở trước đó, và hằng hà sa số kiếp trở về sau, để tới một cái ngày nào mình thành Phật. Đức Phật thấy vậy, thấy xuyên suốt quá khứ vị lai của tất cả chúng sanh muôn loài chỉ là một niệm duy nhất mà thôi. Đó là trí tuệ Phật. Còn các vị A-la-hán thì thấy kiểu gì? Vẫn thấy được cái chuyện sanh tử của chúng ta, nhưng chỉ có một người nhập vào cái định để có thể hướng tới mình, biết được cái chuyện mình đời này mình như vậy là do nghiệp đời trước làm sao, nghĩa là trước đó là do nghiệp rồi đó, làm sao là dài tới đâu, 84.000 kiếp trở lại thôi. Rồi bây giờ muốn thấy người thứ hai, hướng tâm về người thứ hai. Muốn thấy người thứ ba, hướng tâm về người thứ ba. Thì đó là cái nhìn về trí tuệ. Cho nên học mà chúng ta nói là thấy, tôi nhớ là hồi xưa làm một cái bài là thấy cái phân biệt được trí tuệ của một vị Bồ Tát, một vị Phật. Thì mình nói cái kiểu kiểu này nè, mới ăn tiền chứ. Nó nói cái kiểu Kinh Hoa Nghiêm nói. Nếu mà chỉ cần một niệm thôi, thấy được tất cả nghiệp thức sanh tử của tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này, từ cái thời quá khứ cho tới tận vị lai cho tới ngày thành Phật của tất cả chúng sanh muôn loài nha. Như vậy là loài côn trùng nhỏ nhất ngày nào nó sẽ được tiến hóa thành cái gì, cho tới một ngày nó thành một cái người đường đường chính chính học đạo ở trong cái hàng ngũ tăng đoàn.
và bắt đầu tu tập như thế nào, chứng từng quả gì cho tới ngày nào chứng thành Phật quả, thì chúng sanh đó được Đức Phật thấy biết trước đó tới hằng hà sa số kiếp rồi. Và cỡ như mình á, ví dụ như trong pháp giới mười phương này có một chúng sanh nào muốn biết là ngày nào con thành Phật, thì Đức Phật cho đáp số liền tại chỗ. Nó suy nghĩ là đã thấy rõ rồi, thấy rõ mà có đáp số là từng đời từng kiếp, và mỗi cái khi mà chúng ta sanh ra ở đâu, học đạo như thế nào, tu tập ra làm sao, Đức Phật biết hết rồi. Do cái duyên của mình đang bước những bước rất chậm như vậy, nhưng mà cái duyên lớn của mình sẽ gặp một đại thiện đức thức như thế nào, nghe một lời khai thị chúng ta sẽ chuyển quá lớn, chuyển quá nhỏ làm sao, Đức Phật biết hết. Như vậy là một niệm thấy khắp quán, ở đây không phải là chiếu soi không phải nữa, mà phải dùng cái từ là thấy khắp chứ không phải là quán khắp, thì nó dễ hiểu là một niệm thấy khắp tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười phương này, không có một chúng sanh nào được sót qua cái thấy nhìn của Phật. Đó gọi là trí tuệ của Phật. Thì rõ ràng trong tam giới này không có ông thánh nào chịu nổi hết á. À, dân thù sư lợi tới đây thì không biết là đã có được cái thấy này chưa, nhưng mà hiểu về Đức Phật như vậy thì rõ ràng là đó là một bậc đại trí rồi, có khả năng thấy biết được cái điều này cho nên mới nói ra được như vậy. Thấy suốt quá khứ và suốt vị lai nha, chứ không phải thấy suốt quá khứ không, không phải là chứng túc mạng thông, là túc mạng thông không. Thấy vô lượng vô số vô biên cái kiếp sanh tử về trước, mình sanh ra ở đâu, lớn lên làm nghề gì, chết ra làm sao, học đạo cái gì, tu tinh tấn hay tu giải đải là mặt tròn mặt méo gì đó, rồi qua đời kế sanh ở đâu làm cái gì, thì tất cả những cái đời kiếp quá khứ nó như một cuộn phim đã được quay sẵn, thì chuyện đó là dễ thấy rồi. Nhưng cái chuyện tương lai sắp tới từng bước một của mình trong sinh tử thì chỉ có Đức Phật mới có thể thấy hết thôi. Các vị Đại Bồ Tát thấy không hết, các vị La Hán thì càng bết hơn. Cho nên là cái trí lực của một vị A La Hán không thể nào so với Bồ Tát và Phật ở cái chỗ thấy này. Đó, đó được gọi là trí tuệ, nó được gọi là trí tuệ trong Phật đạo. Còn bây giờ mình sống chung người mình không biết họ là ai. Giờ họ phải kêu họ đem về nhà viết tờ giấy lý lịch địa phương ký. Ký gì ký vậy chứ, mấy người ký có chắc là lý lịch mình không? Cũng không biết nữa, nếu ai biết ai gì đâu. Sống chung nhà cho chắc là biết hết người đó rồi cứ nói chuyện. Không, nhiều khi từ cái ngày mình quen người đó cho tới bây giờ là 20 năm, hỏi mình biết hết cái người ở sống bên cạnh mình chưa? Biết hết đâu. Ai dám nói là tôi hiểu, tôi biết hết người bạn đời của tôi rồi. Biết không nổi. Biết không nổi 20 năm theo dõi, tôi dám ký giấy là không biết được ít phần. Thì như vậy là chư Phật, chư Bồ Tát lại biết mới là cái điều mà rõ ràng là các vị đã theo đuổi mình không biết bao nhiêu kiếp rồi. Cha mẹ nuôi đứa con thì còn phải nói một câu là tôi sanh con chứ không có sanh lòng. Nếu mà nói tính tình sao tôi đâu có biết đâu, cho nên nó hư rồi phải nói một câu là tôi sanh con chứ không có sanh lòng. Thì rõ ràng là nghiệp thức của nó cha mẹ đâu có sanh nổi đâu. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát thì lại biết xuyên suốt những điều này. Và do biết quá nhiều, hiểu quá nhiều về mình cho nên các vị thương. Biết hết mới thương mình, biết không hết còn ngờ vật không thương, đúng không? Khi một người mà chúng ta hiểu biết hết họ, mình có thể thương được họ. Nhưng mà biết cái kiểu chư Phật chư Bồ Tát, biết cái kiểu của những vật giác ngộ, thì rõ ràng nhìn chúng sanh là một cái gì đó rất là đáng thương. Tại vì đường phía trước của nó còn mù mịt dữ lắm, còn tăm tối dữ lắm. Cho nên nó đến từ cái nghiệp của mình. Như thế đó các vị mở cửa một chút, nó tương ứng với cái nghiệp của mình quá thì mình làm biến, mình đi không có được. Cho nên nhích nhích từng miếng vậy đó. Cất nhắc chân mình từng chút, dạy dỗ mình từng chút để đời mình tiến được một chút qua đời sau kiếm dạy nữa. Kiếm dạy nữa, các vị Bồ Tát đâu có phải buông mình đâu. Cho nên mình yên tâm. Đó là kiểu mà đã bắt đầu sống được cái đạo Phật rồi, cứ thả mình cho Phật Bồ Tát lo là yên tâm nhất. À, chúng ta đủ gan chúng ta sống vậy sẽ thấy được cuộc đời mình nó hay lắm. Chạy các vị biết hết rồi, biết hết, biết ruột mình bao nhiêu khúc hết. Nó biết tâm mình khởi cái gì, mình hiểu tới đâu, mình tu ra làm sao, các vị biết hết. Không có sót miếng nào, đừng nói là tôi giấu cái gì mất công luôn. Thật ra là không có chuyện gì để có thể giấu. Ai à, gần như là hằng hà sa số cái máy camera quay chúng ta chứ không phải là một cái. Cho nên là tất cả các góc cạch của mình trong cuộc sống này đều được ghi hình.
ghi âm. Chúng ta nên biết như vậy. Bây giờ mà chế máy ghi âm thâu hình nó chỉ quay có một mặt hai mặt à, quay không hết đâu. Như là một niệm đối với mọi người giác ngộ là thấy không còn sót một mảy tơ gì trong cái sinh tử vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp về sau của mình cho tới ngày mình thành Phật. Thì đó mới là trí tuệ Phật. Cho nên muốn thọ ký chúng sanh nào thành Phật là Đức Phật sẽ nói rất rõ ràng là người đó, ngày đó, giờ đó, năm đó, tháng đó sẽ được thành Phật. Rồi thành Phật tên gì nữa, có bao nhiêu đệ tử, rồi thời đó sống bao lâu, rồi thuyết bao nhiêu bài pháp, tới bao nhiêu nhập niết bàn, rồi thiêu bao nhiêu xá lợi, thờ bao nhiêu tháp. Nó thấy rất là rõ. Và dòng pháp đó tồn tại trong cái cõi nước đó bao nhiêu năm nữa. Đó mới là cái trí của Phật. Các vị A-la-hán chưa bao giờ nghe là thọ ký cho ai kiểu này đúng không? Bất quá là cũng có thể thấy mình là đời đó, kiếp đó mình có thể chứng được thánh quả là cùng. Không thấy hơn, chỉ có Phật mới có đủ sức thấy và thọ ký chúng sanh thôi. Đó là cái trí tuệ của Đức Phật là vậy. Vô khứ vô lai cũng vô trụ, như vậy rõ biết việc ba thời. Thấy thì không còn sót mãi tơ, nhưng mà là gì? Đang ở cái chỗ không có quá khứ, không có vị lai, không có hiện tại và đang sống ở chỗ cảnh giới vô trụ. Chính sống ở cái chỗ vô trụ mà không có cái tướng nào không rõ. Đây là cái tuyệt diệu của đạo Phật. Đừng nói vô trụ mù tịt không biết gì là sai rồi. Ở giờ chúng ta luôn luôn hay lý luận vô trụ lắm, hay lý luận vô thường. Cho nên là thế gian cũng có rất là nhiều người sử dụng từ ngữ vô thường. Có những cái bài ca họ cũng ca về vô thường, đúng không? Nhưng mà họ hiểu về vô thường đâu, không hiểu. Nhưng mà khi mọi người đã nhập trong cảnh giới vô trụ rồi là tất cả các tướng đều rõ thông. Chúng ta thấy điều đặc biệt đó, thông thấu cả, không có quá khứ, không có vị lai, không có hiện tại, mà sống trong cảnh giới vô trụ mà rõ tất cả chuyện sinh tử của tất cả chúng sanh. Đó là trí tuệ Phật. Ở đây chúng ta mới thấy rõ ràng là trí tuệ Phật đạo nó khác thường, chứ không phải giống người ta. Chứ đừng có nói là khi nhập đạo rồi, nhập trong cái cảnh giới Phật rồi là không có biết cái gì là không đúng. Không có một mảy tơ nào trong tam giới là không biết, mà chỉ có một niệm là biết hết, không cần cần tới một niệm thứ hai. Thông thấu tất cả quá khứ vị lai cái hằng hà sa số chúng sanh muôn loài, không cần có một cái niệm thứ hai. Là vì sao? Vì đang trú ở cái chỗ vô trụ. Và cái chỗ đó thì không có thời gian và không có không gian. Các vị đang sống trong cái chỗ không có thời gian, cho nên đối với các vị là không có chuyện quá khứ. Vì vậy một cái chuyện xảy ra hàng tỷ năm về trước cũng như cái chuyện đang xảy ra ở đây. Không có chuyện quá khứ, cho nên không có cái chuyện gì là hồi nãy đó. Tất cả đều là hiện tiền, đó mới là cái chuyện kinh khủng về trí tuệ của Phật đạo. Khi nào mà ở trong định chúng ta mới thấy là cái chỗ không không gian, không thời gian. Một cái thấy chúng ta có thể thấy hết tất cả mọi điều trong một cái thấy hiện tiền thôi. Đừng có nói là cái thấy hiện tiền là chúng ta thấy tất cả những cái vật ở đây. Đó là những cái bẫy rập mà chúng tôi hay hỏi là thấy những cái chuyện trước mắt hay không. À, giờ thấy chuyện trước mắt là đương nhiên là hoa, là lá, là vàng, là cây cối chúng ta thấy hết rồi. Đó là cái thấy của mắt. Nhưng khi chúng ta ra khỏi con mắt của mình á, thì lúc đó chúng ta thấy tất cả những cái hiện tiền nó vượt ra cái chồng quá khứ hiện tại vị lai. Có nghĩa là mình thấy cái hoa ở đây, nhưng mà thấy cái người trồng cái hoa như thế nào, hồi gieo mầm cái hoa ra làm sao để nó lớn lên làm sao, rồi nó nở hoa như thế nào, cho tới cái ngày nó được vận chuyển tới đây, nó được cắm như thế nào, là thấy xuyên suốt về quá khứ của nó, cũng như thấy về vị lai của nó, mới là thấy không có không gian, không có thời gian. Cái thấy không có thời gian có nghĩa là cái thấy không có cái khoảng cách của cái giờ với cái chuyện hồi trước, hoặc là bây giờ với cái chuyện hồi nãy. Nhưng mà gần như là cái chuyện nó gom lại quá khứ vị lai để cho mình thấy một lượt. Nhưng mà thực sự là nếu mà kéo cái khoảng thời gian ra là hàng tỷ 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 kiếp về trước. Nhưng mà cái chuyện khởi điểm từ hàng tỷ tỷ kiếp về trước á, được cái người thấy không không gian không thời gian như là thấy cái chuyện đang hiện ở trước mặt này. Thành ra cái người thấy không không gian không thời gian nhưng mà họ vẫn thông thấu rã ba thời và không thấu cả không gian này. Chúng ta nên nhớ như vậy. Chứ không phải là thấy không không gian không thời gian là thấy cái tắt hết thời gian, không còn khái niệm thời gian nữa, là chúng ta thấy không không gian không thời gian là chúng ta hiểu lầm rồi. Đây là một cái cảnh giới kinh khủng của đạo Phật. Chúng tôi dùng cái từ là quá quá kinh khủng luôn. Họ rớt trong cái tầng tâm không có khái niệm của ý thức.
Cái chỗ đó nó vượt hết cả thời gian và không gian rồi. Nhưng mà họ chỉ cần thấy một điểm thôi, họ thấy một chấm sát na giữa hư không này thôi là họ thấy khắp các pháp giới mười phương này, không sót một miếng. Chứ không phải là quan sát là nhìn hết cái pháp giới này để nhìn qua bên phải bên trái, không có chuyện này, không có chuyện này. Đó là cái thấy của con mắt. Còn cái thấy của trí là nó là một cái gì kinh khủng, nó phá vỡ một hạt bụi giữa hư không này để bùng vỡ tất cả mọi cái quá khứ, vị lai, thời gian và không gian đang hiện ra như hiện một trái cam trên lòng bàn tay, không ẩn phức bất kỳ một chuyện gì. Đó là trí tuệ của Phật đạo đã đạt đến. Cho nên nói tới cái chuyện mà thấy không có quá khứ, không vị lai không phải là chuyện bình thường ở đây đâu. Nhưng mà lâu nay chúng ta tưởng đó là chuyện bình thường. Nhưng mà thấy hiện tiền là tất cả những cảnh hiện trước mắt, rồi nó là đúng rồi, không sai, nhưng mà đó là cảnh do mắt thấy. Nhưng mà thấy bằng trí thì không phải nói cái kiểu này. Đừng có nói tôi thấy cảnh tôi không khởi niệm, tôi nghe tiếng tôi không khởi niệm, đó là thấy bằng mắt và nghe bằng tai, không có đi đâu tới đâu hết. Đương nhiên là cái khoảnh khắc đó nó là không không gian, không thời gian theo khái niệm riêng của mình, nhưng mà chúng ta chưa có hòa nhập vào cái cảnh thật sự không không gian, không thời gian. Nếu chúng ta ở trong cảnh giới không không gian, không thời gian thì hằng hà sa số kiếp về trước của tất cả chúng sanh muôn loài chúng ta phải thấy một lượt. Kinh khủng như vậy. Cho nên khắp pháp giới mười phương này không có cần phải xoay trở cái gì hết, chỉ cần một niệm sát na là hiện tiền tất cả mọi cái như là hiện trên lòng bàn tay của mình một cách tường tận rõ ràng, thì phút đó mới được gọi là phút nhập đạo của một hành giả. Không có đơn giản đâu. Đây là tôi nói là cái phẩm quang minh tổng kết. Thì phải nói tới cái thấy này. Chứ thôi chúng ta lâu nay chúng ta hiểu lầm, cứ nghĩ rằng thấy không không gian, không thời gian thì mình ngồi mình lặng tâm. Khi cái tâm mình không có nghĩ chuyện quá khứ, không nghĩ chuyện vị lai, không có nghĩ chuyện gì hết, tức là chúng ta đang thấy không không gian, không thời gian, thì cái chuyện đó là đi ăn mày. Chứ không phải là cái thấy có đạo lý. Thấy đạo lý là một cái gì đó kinh khủng. Ở đây bắt đầu chớm nói tới cái chuyện đó, để thấy rằng khi một người mà một sát na tâm đủ sức để có thể thấy hằng hà sa sáu kiếp của tất cả chúng sanh rồi, có nghĩa là cái niệm hiện tiền không phải là niệm quá khứ, không phải là vị lai, nhưng mà hiện tiền này nó dung chứa tất cả những chuyện quá khứ, vị lai, thời gian và không gian trong đó. Chứ không phải hiện tiền là khoảnh khắc thời gian nữa. Thời gian không đủ để cân đo đong đếm trong cái chuyện này. Đó là trí tuệ của Phật đạo. Cho nên một phút mà chúng ta nhập đạo là không có cần phải xoay tới xoay lui, xoay ngược, xoay trong xoay ngoài hết á. Không có cần. Hòa nhập trong cái đó rồi là mênh mông pháp giới chỉ là một con mắt, chỉ là cái thấy, không sót bất kỳ một mảy tơ nào khắp pháp giới mười phương này một lượt. Thì vậy là không phải là tất cả những cái đang hiện, ví dụ như ở Mỹ cũng đang hiện trong khoảnh khắc này, ở Pháp, ở châu Âu, ở Úc đang hiện trong khoảnh khắc này để chúng ta thấy, không phải như vậy. Đó là cái chuyện của cái hiện tại. Trong cái khoảnh khắc hiện tiền này, tất cả những sinh hoạt sống trong cái cõi vũ trụ mênh mông này để chúng ta thấy một lượt, đó là cái thấy vẫn còn ở đây. Nhưng mà cái thấy trước đây nó cũng thành hiện tại để cho chúng ta thấy. Thì cái chuyện hàng tỷ tỷ kiếp về trước nó cũng hiện như là chúng ta đang thấy cái chuyện cái bàn ngay mặt mình. Đó mới được gọi là cái thấy không không gian, không thời gian. Kinh khủng lắm, nó kinh khủng lắm. Cho nên gọi là trời đất sụp đổ, rồi đó sơn hà, đại địa tan tành, dẫm một dẫm là tan nát cái hư không này, cái kiểu ăn to nói lớn đó là đúng chứ không ai xài đâu. Gần như đâm một cái là tan biến, không còn cái gì hết, nhưng mà tất cả mọi cái đều hiện hữu, không có phức một cái gì. Từ cái chuyện quá khứ cho tới tận vị lai. Cho nên lúc đó mới gọi là giải quyết được sinh tử. Vô lượng kiếp sinh tử ở tương lai, người này thấu thoát không còn một mảy tơ nào nghi ngờ. Và vô lượng sinh tử về trước, người này thấy rất rõ ràng, không còn lầm lẫn, biết rõ mình từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Thì lúc đó mới được gọi là thông thấu sinh tử. Chứ không phải chuyện thấy không không gian, không thời gian là mình không khởi niệm, là mình không có rớt vào ý niệm không gian, thời gian. Đó là lý luận của phàm phu và không phải là lý luận của kinh Hoa Nghiêm này. Tới chỗ này chúng ta mới thấy cái tận cùng của trí tuệ Phật đạo. Nó là một cái gì? Nó vượt tất cả những cái tầng trí tuệ bình thường của một cái vị Bồ Tát. Mà chỉ có những vị đại Bồ Tát mới thừa cái trí thấy được cái chuyện này thôi. Ở để chúng ta hiểu về cái chuyện thấy không không gian, không thời gian là cái chuyện hoàn toàn khác như mình hiểu từ xưa giờ, đúng không? Xưa giờ mình nghĩ mình nhập đạo, mình không khởi niệm là mình thấy không không gian, không thời gian. Hoặc là bây giờ mình thấy hiện tất cả những cái gì trước mắt cái mình thấy,
Nếu mình thấy mình không khởi niệm, đâu có khái niệm thời gian, đâu có khái niệm không gian. Nó hiện như vậy thì nó là như vậy, thì nó là hiện như vậy thì nó là như. Nếu như không phải là như trong khoảnh khắc hiện tiền của tất cả những cái tướng, những cái âm thanh, những cái hình ảnh, những cái lời nói gì chung quanh chúng ta, cái như đó là cái như nhỏ nhiệm trong cõi phàm. Như như pháp giới là toàn pháp giới hiện thành như. Toàn pháp giới hiện thành như thì tất cả những cái chuyện đã có trong không gian, trong vũ trụ, ở khắp mười phương pháp giới này, có bao nhiêu thời gian không gian đều là hiện hình một lượt, không sai sót trước sau một mãi tơ. Một cái chuyện đời trước sinh tử mà không hiện trong cái khoảnh khắc này thì người đó không phải là cái thấy vượt thời gian, vượt không gian. Mình còn phải suy nghĩ cái chuyện hồi nãy, mình còn phải suy nghĩ cái chuyện hôm qua, thì có nghĩa là chúng ta còn kẹt trong không gian, không thời gian. Người này đã vượt qua khỏi không gian và thời gian rồi, cho nên cái chuyện hồi nãy và cái chuyện hôm qua không cần phải suy nghĩ mà nó là hiện tiền. Thì cái đó mới gọi là cái thấy vượt không gian, vượt thời gian nha. Chúng ta nên hiểu lại cái điều này, chứ nếu không chúng ta bị hiểu lầm về Phật pháp tội. Chúng ta lâu nay đừng có khái niệm là không có vượt không gian, vượt thời gian, là mình chỉ cần lặng tâm, mình chỉ cần yên định là mình thấy được, là không phải. Đó là trí tuệ của đạo Phật đâu. Tận cùng trí tuệ của đạo Phật, một sát na thấy tất cả những chuyện quá khứ và vị lai, hằng hà sa số kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này, tất cả những cái khoảnh khắc nhỏ nhiệm nhất về thời gian của quá khứ, tất cả những khoảnh khắc nhỏ nhiệm nhất về thời gian của vị lai, và tất cả những cái hiện tiền trong khắp pháp giới mười phương trong cái hiện tại này đều được tường tận rõ ràng trong một sát na tâm. Đó mới là trí tuệ Phật. Đó, muốn nói về trí tuệ Phật chúng ta phải nói ở tầng đó đó, để thấy rằng ai có thể so sánh được một mãi tơ với cái trí tuệ này của đạo Phật. Ai trong thế giới loài người này, nhà khoa học nào, sách gói theo đạo Phật học thêm vài tỷ kiếp nữa đi thì mới có thể so sánh được, thấy được cái chuyện của đời trước rồi. Đã là một cái chuyện khó khăn muôn trùng. Phải nói cho tới giờ phút này nè, cái phát triển khoa học nó có đi lên tới cung trăng đi nữa, nó muốn nói chuyện của đời trước người ta, nó nói một cách rõ ràng rành mạch không? Chưa có. Chưa có thằng cha nào đủ trí này trên nói chuyện trên trời dưới đất thì nói nữa, chuyện con người của nó, bản thân nó đời trước nó học lớp mấy nó còn chưa biết nữa. Nhưng mà đối với một vị thánh thường họ biết chuyện này rồi. Còn cái chuyện hằng hà sa số kiếp nó đã từng là cái gì thì ai thấy nổi không, ai có thể chứng minh được không? Nhưng mà các vị Bồ Tát đủ sức để có thể mở cửa cho mi thấy cái chuyện đời trước của mi nữa, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thì vậy là các vị chứng thánh là thừa sức để thấy và có thể chứng minh được tất cả những cái chuyện quá khứ của mình, và đủ để có thể nói được cái chuyện tương lai của mình từng mãi tơ một, không bao giờ sai sót một chút xíu nào. Đó là trí tuệ của Phật đạo. Thấy vượt không gian, vượt thời gian. Vượt không gian có nghĩa là không có không gian, vượt thời gian có nghĩa là không có thời gian với các vị. Thì rõ ràng là những vị này đang sống trong một cảnh giới vô trụ. Sống trong cảnh giới vô trụ là không trụ trong thời gian, không trụ trong không gian, không có chỗ để trụ nơi thân, nơi tâm và nơi cảnh giới. Một người đã hòa nhập trong pháp giới tánh thì tất cả những gì trong pháp giới đều là họ. Người đó là người pháp giới. Người đó là trời đất trăng sao. Người đó là những ngọn gió, những cái gì đó, những cái cành lá, những cái ánh nắng ban mai, những cái ánh chiều tà. Đó là con người ấy. Con người ấy là như thế. Không có là cái gì hết, nhưng mà cái gì cũng là người đó được. Thì tới chừng đó mới thấy là cái ý nghĩa thực sự lớn lao của đạo Phật, khi mà con người ta tới, nó thành thơ, nó thành nhạc, nó thành thi phú, nó thành cái gì đẹp đẽ nhất trong pháp giới này. Cho nên Đức Phật mới gọi là xây cái tháp kiều đẹp trong tất cả những cái đẹp của tam giới này, gom lại để thành cái tháp mà Đức Phật đang xây cho chúng ta ngủ. Phải vậy mà mình không có chịu tới. Mình từ chối. Có một cái thư mời với chữ ký của Phật mà không chịu đi. Không, nếu mà cái xây tháp kiều mà rõ ràng Đức Phật cũng mời ta tới lâu lắm rồi mà mình từ chối hoài mà không chịu tới. Thì cái thấy này để chúng ta thấy rằng á, mình phải có một cái khái niệm một chút cơ bản về cái thấy không không gian và không thời gian và cái vô trụ ở đây. Từ xưa giờ mình cũng đã từng nói với nhau về cái vô trụ, nhưng mà tại vì không đủ cái tầm để chúng ta nói.
Nhưng mà đến Kinh Hoa Nghiêm chúng ta phải nói tới cái tầm của vũ trụ, cái tầm của không không gian, không thời gian, là nó là một cái gì, nó thực sự là ở ngoài tất cả những cái trí bình thường và vượt khó khỏi tí phàm xa lắm. Chúng ta nghe để chúng ta hiểu rằng đạo Phật là cái gì nó quá quá mênh mông đi, chứ không phải mênh mông bình thường nữa. Nó vĩ đại không thể nào mà nói chuyện được ở trong cái kiểu của phàm phu của chúng ta. Thì đó là vô khứ, vô lai và vô trụ. Cái ý nghĩa vô khứ, vô lai, vô trụ Quan Nghiêm đó là kinh khủng như vậy. Không có thời gian, không có không gian và đang ở trong cảnh giới vô trụ đó. Như vậy rõ biết việc ba thời. Rõ biết việc ba thời trong một sát na tâm. Ra ngay tại đây nói tới cái chuyện chúng ta đã ra ngoài không gian, ra ngoài thời gian mà mình không biết chuyện quá khứ, mình không biết chuyện vị lai, thì mình là cái người không có trí tuệ để rõ biết chuyện ba thời, mù tịch. Thành ra là tất cả những cái định mà tất cả những hành giả tới, tới đây chúng ta mới nói công phu tu định à. Nếu anh nhập trong cái định mà anh không biết chuyện quá khứ vị lai, anh không rõ thông thấu được chuyện ba thời, anh không thông thấu được cái chuyện sinh tử chúng sanh, muôn loài sẽ sinh như thế nào, sẽ tử như thế nào, vị lai như họ như ra làm sao, chừng nào họ chứng thành Phật quả, thì cái định đó là si định. Còn thực sự chánh định của Phật đạo là thông thấu cả chuyện ba thời, rõ biết từng mãi tơi sinh tử của tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này. Tất cả những cái vận hành của vũ trụ trong pháp giới mười phương này, cái gì nhúc nhích sinh ra thành tựu hoại diệt gì gì đó là phải thông thấu, không còn sót một mãi tơ nào hết, thì định đó mới thật sự là đại định của đạo Phật. Cho nên những cái người mà hành giả thì nói chuyện cái kiểu khác với những học giả. Những học giả nó cho rằng những cái đạo Phật nói chuyện mê hồn cái gì á, bàn là bó cỏ treo trước đầu của con ngựa, để ngựa lôi chiếc xe hoài không táp được bó cỏ đó, là những cái loại lý luận bệnh hoạn của những người bị mắc trong kiến thức. Chúng tôi do đó là những cái lý luận bệnh hoạn. Ngon cạo đầu vô chùa ăn cơm chay vài năm đi để nói chuyện cho nghe. Chứ còn học đạo kiểu đó, nghiên cứu đạo Phật kiểu đó trở thành một cái nhà học giả gì đó, học giả chứ không phải học thật. Nếu anh học thật thì anh thấy khác anh học giả. Những cái nhà học giả thì không có tin đó. Nó còn chưa biết nó là ai mà đặt, nó còn chưa biết cội nguồn nó là cái gì mà đặt, nếu như đạo Phật thì sao mà nói. Nói về nghiên cứu đạo Phật thì không có thể xài được. Phải là những người thực sự hành đạo và nhập đạo mới có thể tin nhau và nói chuyện trong đạo Phật. Và người đó nói chuyện mới có một chút niềm tin. Còn học giả nghiên cứu thì dẹp nó qua một bên đi. Nói dù nó viết sách đụng tới hư không đi nữa mình cũng không rảnh để mà coi. Coi coi chừng lạc lối. Đó, phải đến với đạo Phật, thật sự là đến với đạo Phật. Ở trong cảnh giới của đạo Phật thật sự thì thông thấu cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, thông thấu từng mãi tơ sanh tử tất cả chúng sanh muôn loài. Thì như vậy mới được gọi là thấy như. Cái như đó là cái như thấu thời gian, như thấu không gian, như thấu hiện tại. Chứ không phải cái như là cái mù tịch. Ra đừng nói là tất cả các pháp là như cái nó đứng sững hết trơn à. Mình mở mắt mình trừng đây mình không chớp mắt, cái là tất cả những ý niệm không sinh khởi với mình là cái pháp này nó thành như à. Như đó là như gì đó, không phải là như của đạo Phật rồi. Như của đạo Phật là như quá khứ, như vị lai, như hiện tại, như thời gian, như không gian, như khắp pháp giới mười phương, như mãi tơ đang hiện có, như tất cả những cái gì đang hiện hữu khắp vũ trụ này đều là như như hiện tiền, không khác nhau một mãi tơ nữa. Thì đó mới gọi là như thật của đạo Phật, gọi là thấy được như thật. Đến đây chúng ta mới hiểu là đạo Phật thấy như thật. Thấy như thật là cái hiện thực của cái hiện tiền đang tường tận rõ ràng, và cái hiện thực của quá khứ cũng đang tường tận rõ ràng, hiện thực của vị lai cũng đang tường tận rõ ràng. Và dù là nói quá khứ vị lai, tức là nói ở cái tất cả những khoảng không gian và thời gian đó, nhưng mà chỉ là hiện một sát na trước mắt là như. Đó mới là như thật của đạo Phật. Thấy được như thật cũng vậy mới gọi là sống đúng như thật. Thì khi mà tất cả các pháp đều hiện tiền như thật pháp, như thật pháp tức là tất cả cái hiện thực của pháp giới mười phương xuyên suốt quá khứ vị lai đều hiện thực hiện tiền, thì đó là khoảnh khắc như thật của thời gian và không gian. Chúng ta hiểu lại cái này một chút để thấy là đạo Phật là một cái gì nó không còn cái lý luận nào có thể bẻ gãy được, và chấp hết cả cái lý luận của thế giới này.
Nếu nói về cái lý luận mà tột đỉnh về trí tuệ của đạo Phật thì sẽ chấp hết. Đạo giáo nào mà ngon ngồi lý luận trước công chúng về chỗ này tôi sẽ nói cho nghe. Tôi mà không bẻ gãi hết là tôi chịu. Nó không có thể nào mà hơn đạo Phật chỗ này hết trơn á. Không có hơn nổi đâu. Nói tới cái chỗ này là có thể là họ sẽ xách gói theo, họ học hàng tỷ kiếp sau mới có thể lý luận với đạo Phật. Chứ còn đừng có nói có một cái đạo giáo nào, một cái tư tưởng học của nhân loại nào có thể so sánh được với một cái câu nói này. Một câu này thôi đủ có thể làm thầy của tam giới chứ không phải làm thầy của cõi người. Chứ không ai có thể so sánh được về trí tuệ của cái đạo Phật hết đó. Chỉ những câu nói này thôi. Nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà nói là nó làm một cái gì nó kinh khủng lắm. Để chúng ta thấy rằng Kinh Hoa Nghiêm là một cái gì bậc thầy của tam giới chứ không phải bậc thầy của loài người. Không phải là bậc thầy của các loại kinh điển trong cái cõi này nữa. Nó là trí tuệ của những bậc đạo sư trong pháp giới mười phương này. Đó, thì vậy là chiêu sức phương tiện thành thọc lực. Chiêu sức tất cả những phương tiện luôn. Có trí tuệ để thông thấu quá khứ vị lai, thông thấu thời gian không gian để hiện thành một cái hiện thực hiện tiền. Và nên nhớ cái câu tôi nói hiện thực hiện tiền là có đầy đủ quá khứ vị lai nha. Chứ không phải hiện thực hiện tiền là những cái đang thấy trước mắt của mình, nhưng không phải là những cái đang nghe cái bằng cái lỗ tai của mình. Gọi là hiện thực hiện tiền là cái hiện thực của phàm phu. Cái hiện thực hiện tiền của thánh hiền là khắp pháp giới mười phương là đang hiện hữu. Và không phải là hiện hữu cái hiện tiền khắp pháp giới mười phương này mà có đầy đủ tất cả những sinh hoạt của hằng hà sa số kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười phương, cũng như hằng hà sa số kiếp của cái đời sống vị lai của tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương, hằng hà sa số những cảnh giới tu chứng của chư Phật khắp pháp giới mười phương. Đó là cảnh gọi là hiện thực hiện tiền. Và khi nào mà nhập tới chỗ này rồi mới được gọi là nhập cảnh giới Phật. Đó là trí tuệ Phật đạo được tới chỗ này là siêu xuất tất cả những phương tiện để thành tất cả những cái lực mà độ thoát chúng sanh muôn loài của đạo Phật. Còn không được vậy không có cái lực gì hết. Mười phương vô tỷ hồng danh tốt, lìa hẳn các hạnh thường hoan hỷ, khắp đến trong tất cả quốc độ, vì người tuyên dương pháp như vậy. Đó, có được cái thấy này rồi thì muốn làm gì đó thì làm. Cho nên đây ngài bắt đầu ngài nói là mười phương vô tỷ hồng danh tốt, tức là được như vậy rồi là tất cả những cái tên tuổi, những cái lời ca tụng là tốt nhất, đẹp nhất ở khắp pháp giới mười phương đều xưng tán xưng tụng. Và khắp pháp giới mười phương này cái từ xưng tụng là Phật, đúng không? Mười phương vô tỷ là vô số những cái danh xưng, những cái hồng danh, những cái gì tốt đẹp nhất để xưng tụng. Nhưng mà chỗ đó là cái chỗ lìa hẳn tất cả các hạnh và sống trong cái cảnh giới đại hoan hỷ, khắp đến trong tất cả quốc độ, vì người tuyên dương pháp như vậy. Khó không? Chứ không phải sẽ đến cái chỗ này. Và không đến đến chỗ này rồi thì cái việc độ sanh chúng ta làm một cái gì đó nó hạn hẹp lắm. Không muốn có một lần thông thấu pháp giới mười phương mà nói chuyện thấy được chân lý là người đó không bao giờ nói thật. Nó không đúng, nó không tới. Nói gượng ép, nói kiểu gì đó chứ không phải nói thật. Và khi tới chỗ đó rồi là khắp pháp giới mười phương đồng có một cái tên đẹp, đúng không? Đến chỗ đó rồi ở chỗ nào đi nữa cũng được một cái danh xưng tốt. Và người đó lìa hết tất cả những cái vướng mắc ở trong pháp giới mười phương này, hòa trong cảnh giới Phật rồi, và sống trong cảnh giới đại hoan hỷ, đại phúc lạc, và khắp đến trong tất cả các quốc độ. Không có cõi nước nào, không có nơi chốn nào trong cõi nước ở mười phương mà vị đó không đến được. Vì là trong cái phút chốc mà một niệm sát na thấy mọi điều là phút chốc đó đã tới khắp pháp giới mười phương rồi. Nếu lúc đó người đó không có đến tất cả pháp giới mười phương thì người đó không phải là người có trí tuệ đạo Phật. Còn có một cái nơi nào chưa tới được là không phải. Và người đó mới vì người tuyên chánh pháp được. Tới đây đi hả, tuyên chánh pháp. Ha, chưa tới mà tuyên chánh pháp thì có chừng lầm. Vì lợi chúng sanh cúng dường Phật,
đúng ý nguyện được quả tương tự với tất cả pháp đều thuận biết khắp trong mười phương hiện thần lực. Khi mà cúng dường Phật á, là gì? Vì lợi chúng sanh. Ở đây cái chỗ mình hay nói với nhau là trước phút thành Phật thì tất cả chư Đại Bồ Tát đều gặp hằng hà sa số Đức Phật để được lễ lại cúng dường gần gũi phụng sự học hỏi và tu tập. Thì cho nên nếu mà một ngày nào đó mình vì lợi lạc chúng sanh mà mình cúng dường chư Phật, gặp Đức Phật để cúng dường, hoặc là không gặp mình cũng hướng đến Đức Phật để mình cúng dường cả cái thân mạng này của mình, thì mới hy vọng, phải không? Cho nên vì lợi chúng sanh mà cúng dường Phật. Và làm sao? Đúng ý nguyện được quả tương tự. Cái này là hơi bị tham cầu lớn. Cái quả tương tự là quả tương tự của Phật. Và khi mình cúng dường Đức Phật, lợi lạc chúng sanh là gì á? Vì lợi lạc chúng sanh mà mình cúng dường Đức Phật, giờ mình phát nguyện là mình đạt được cái quả tương tự với quả Phật, tức là mình chứng thành Phật quả mới lợi lạc chúng sanh. Đó, giờ ra cái việc cúng dường của mình với cái phát tâm phát nguyện đúng ý mình là nguyện được thành Phật như Đức Phật đã thành, chứ không có cái khác. Chúng ta làm tất cả những cái việc Phật sự, Phật hạnh gì đó, không cần biết khổ hay là không khổ, bất kể mất cái thân mạng này đi nữa, thở một hơi thở cuối cùng là con phát tâm phát nguyện cúng dường cái thân xác này cho mười phương ba đời tất cả chư Phật để được gì? Để được thành Phật như chư Phật đã thành. Cho nên mới được là đúng ý nguyện được quả tương tự. Cái này thuộc về sư phụ phát nguyện chứ không phải chúng sanh. Đúng không? Đúng ý nguyện được quả tương tự là quả Phật á, là tương tự quả vị Phật, là thành Phật. Đó, thì vậy là vì lợi lạc chúng sanh mà cúng dường chư Phật, và đúng ý nguyện cúng dường mình, có nghĩa là mình phát tâm phát nguyện cúng dường, đạt được cái quả tương tự như chư Phật mười phương đã chứng. Đó, đó là lời cúng phát nguyện cúng dường, phải không? Với tất cả các pháp đều thuận biết, tức là tất cả cái trí chứng của chư Đại Bồ Tát và chư Phật mười phương mình đều chứng được hết, khắp trong mười phương hiện thần lực nữa mới ghê. Thấy chưa? Chứng được tất cả những trí tuệ của chư Phật đã chứng và có đầy đủ thần lực ở khắp mười phương này để độ thoát tất cả chúng sanh muôn loài. Cái ông cúng dường này là ông tổ tổ sư rồi, chứ không phải người bình thường cúng dường vậy được đâu. Không ai cúng dường phát nguyện nó là đúng với nguyện của con, phải không? Tức là bây giờ mình vì lợi lạc chúng sanh, con vì lợi lạc chúng sanh, con xin phát tâm phát nguyện cúng dường cái thân mạng của con của chư Phật mười phương. Nhưng mà xin chư Phật toại ý của con là cho con chứng cái quả tương tự với Ngài. Nói cúng dường phát tâm cái kiểu sư tổ đó, chứ cái người phàm không có đủ sức phát tâm cái kiểu này. Thấy chưa? Vì lợi chúng sanh cúng dường chư Phật đúng ý nguyện được cái quả tương tự quả vị Phật à. Rồi đó là tất cả những cái Phật pháp đều thuận biết hết. Ngon ghê á. Đó, cúng dường phát tâm cái kiểu mà thiệt là sư tổ. Cái gì về chân lý, cái gì về chánh pháp, cái gì về trí tuệ con đều thuận để con biết hết, chứ không có nghịch, không có chướng, không có khó khăn. Cúng dường bữa mà cầu cái chuyện ghê gớm như vậy. Đó, đó là cái gọi là cái đại nguyện của mình. Đó là cái cách phát tâm phát nguyện, cái cách chỉ dạy mà khi chúng ta cúng dường Phật. Hả ta? Bây giờ là hôm nay mình phát tâm, phát tâm cúng dường Phật là con xin đảnh lễ cúng dường cái gì đó, thì mình không cần biết, mình với cái tâm thành con cúng dường Đức Phật là gì, lợi lạc chúng sanh con xin được dân hiến cúng dường Đức Thế Tôn. Hả ta? Nhưng xin Đức Thế Tôn chứng minh và thuận theo ý con. Là cho con chứng được cái quả tương tự với cái quả của Ngài đang chứng. Và gì nữa, cho con thuận nhập tất cả chân lý mà Ngài đã từng nhập. Để rồi gì nữa, rồi khắp mười phương này có đầy đủ thần lực như chư Phật mười phương có. Không nguyện chút vậy thôi, đừng có nguyện nhiều. Đó là cách cúng dường Phật. Đó, chúng ta rõ ràng lấy cái này ra để chúng ta học phát nguyện được rồi đó. Bốn cái câu này để thấy rằng một vị Bồ Tát mà cúng dường là các vị phát nguyện ở chừng đó. Và rõ ràng là khi mà chúng ta thấy được cái giá trị cúng dường Phật để lợi lạc quần sanh với cái tâm nguyện này, thì người này đã cận kề quả vị Phật rồi. Có đâu xưa giờ mình chưa bao giờ thấy trong lịch sử cúng dường Phật mà cầu kiểu này, đúng không? Bây giờ chúng ta bắt gặp rồi. Lấy cái này bắt đầu chúng ta mới mốt mà có cúng dường gì thì chúng ta nên phát nguyện giống giống vậy. Hổ con có cầu mong gì nhiều.
Con cầu mong cúng dường Phật, Đức Phật thuận theo cái mong cầu của con là cho con chứng cái quả tương tự với Ngài được rồi. Con Ngài có bao nhiêu trí tuệ thì cho con thuận nhập giống như Ngài, và có năng lực gì ở khắp mười phương thì con cũng được có giống như Ngài vậy á. Chứ không cần gì nhiều lắm. Phát tâm phát nguyện cúng dường vậy là hay rồi đó. Tối sơ cúng Phật ý nhu nhẫn, nhập đại thiền định quán pháp tánh, khuyên khắp chúng sanh phát đạo tâm, do đây mau thành quả vô thượng. Tối sơ tức là cái chỗ ban đầu khi chúng ta đi đến đạo Phật, mà là cúng dường Phật với cái ý nhu nhuyễn như là trước đó. Cúng vậy mới gọi là ý nhu nhuyễn, chứ cúng khác thì không phải, đừng có cầu cái chuyện khác đâu. Cầu thành Phật là ý nhu nhuyễn nhất. Phải gì nữa? Nhập đại thiền định để quán sát tất cả các pháp. Ở trong cái đại thiền định để có thể thấu tột cái như thật của tất cả các pháp. Rồi sao nữa? Có đủ trí tuệ để phiên khắp tất cả chúng sanh phát đạo tâm. Tức là khi mà phát tâm phát nguyện tu hành để cúng dường Đức Phật, để cái nguyện gì? Hồi nãy là nguyện chứng quả tương tự với vị Phật, còn bây giờ chưa? Thấp hơn chút là nhập trong đại thiền định của chư Phật đã nhập, để thấu tột tất cả pháp giới mười phương, rồi để có đủ cái năng lực trí tuệ mà phiên khắp tất cả chúng sanh muôn loài đã đạt được giác ngộ giải thoát, thì như vậy á, mới mau thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là Ngài khuyên mình, nếu mà muốn thành Phật thì bắt đầu từ cái tối sơ, cái tối phát tâm của chính mình. Mình cúng dường Đức Phật với tất cả những thành tâm và cái tâm nhu nhuyễn của mình như hồi nãy đó, và nguyện sẽ nhập được đại thiền định cái đó. Và có được đại thiền định như nãy mình nói là khi mà người đã nhập đại định, có nghĩa là người đã có được trí tuệ thông thấu chuyện quá khứ vị lai trong một sát na. Do đó mà có trí tuệ rồi thì phải đem ra để mà khuyên dạy, để mà giúp đỡ sách tấn tất cả chúng sanh phát được đạo tâm. Thì làm như vậy mới có thể mau chứng được quả vô thượng. Đây cũng là cái hướng để chúng ta tu tập. Nếu mà chúng ta không phát nguyện phát tâm cúng dường Đức Phật bằng tất cả những thân tâm này của mình, không phát nguyện phát tâm để nhập vào trong đại thiền định của Đức Phật dạy, không làm lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài, thì cái tâm thành Phật đó không có, và người đó khó có khả năng thành Phật. Cho nên chúng ta đến với đạo Phật bằng cái sự phát tâm phát nguyện này thì mới hy vọng chúng ta chứng thành Phật quả. Đây là cách để có thể chứng được Phật quả. Mười phương cầu pháp lòng không đổi, vì tu công đức cho đầy đủ. Hai tướng có không đều dứt trừ, người này thấy Phật đúng chân thiệt. Mười phương cầu pháp lòng không đủ. Mình thực sự là cái người đói pháp cả rồi, không? Với mình một ngày nào đó mà chân lý nó chưa hoàn toàn hiển lộ, mình lười mỗi học Phật thì mình là cái người hết thuốc trị rồi. Ngài khuyên là ở khắp mười phương pháp giới này mà có Phật pháp ở chỗ nào, chúng ta cũng học với cái tâm không hề lười mỏi, không dừng nghỉ cái việc cầu học Phật đạo của chính mình. Chỉ có nghĩa là mười phương học đạo không bao giờ rời đổi, không lười mỏi, không biến trễ. Chỗ nào có Phật pháp là chỗ đó chúng ta sẽ học. Và vì tu công đức cho đầy đủ. Tu công đức đầy đủ thì sáng mà nói rồi ha, công đức của Phật mới có thể là đầy đủ, còn công phức khác không đủ. Công đức của Phật là chỉ cần trong mũi khải móng tay thôi là lợi lạc khắp pháp giới mười phương này, thì đó mới là công đức đầy đủ. Thì như vậy là mình tu tập cho tới giờ phút nào mình thấy rõ ràng là một cái cử động rất nhỏ của mình khắp pháp giới chúng sanh đều được lợi lạc, thì lúc đó chúng ta biết rằng công đức mình đủ rồi. Còn bây giờ mình tu mà làm hoài thấy không ai có lợi cái gì là biết công đức mình chưa có tới đâu, đúng không? Chứ còn mọi người công đức đầy đủ là cái tầng hắn của mình cũng đủ có thể lợi lạc khắp chúng sanh muôn loài đó, gọi là công đức đầy đủ. Hai tướng có và tướng không phải dứt trừ. Cái tướng khó tướng không mình nói nhiều rồi đúng không? Nếu như chúng ta còn ở chỗ có và còn ở chỗ không thì chúng ta không tới đâu. Cho nên khi mà chúng ta nhập trong cảnh giới vô tướng thực sự
thì chỗ đó không có tướng có và tướng không, mà hiển hiện tất cả những cái có và cái không. Cho nên cái có hình sắc và cái không hình sắc mà cái mắt chúng ta thấy ở đây, có âm thanh và không âm thanh, tai chúng ta nghe ở đây, thì là hai cái này nếu như chúng ta không ra được, chúng ta chưa ra được hai cái này thì cái trí tuệ Phật đạo chúng ta không bao giờ có. Cho nên phải dứt trừ được hai cái có và không. Và khi nào mà ra được hai cái có không rồi á, thì người này mới thấy Phật đúng như thiệt. Thật ra ngày nào chúng ta chưa thoát khỏi hai bên thì ngày đó thấy đạo là cái thấy một bên một chiều một phía, không thấy đạo như thật được đâu. Thì thấy như thật giống như hồi nãy mình nói, một lần thấy vượt thoát không gian và thời gian, nhưng mà dung gọi là thông thấu không gian và thời gian, dung nhiếp không gian và thời gian trở thành một sát na niệm. Sát na niệm thôi, dư chút không phúng, dư chút không phải. Tất cả chúng ta học đạo, chúng ta nên biết là nếu như mình mà không đủ trí tuệ để có thể nhập đạo, chúng ta không đủ trí tuệ để có thông thấu được cái hai bên, thì chúng ta không bao giờ hiểu được đạo lý như thật ở trong Phật đạo. Đây là chỗ mà chúng ta phải thấy. Đó là một cái lời dạy rất là chân tình của một vị Bồ Tát. Thật ra khi mà cái có và cái không chỉ còn một cái mảy tơ ở nơi lòng mình thôi, thì biết rằng lúc đó là chúng ta đang thấy sai lầm, thấy không đúng với cái điều chân thật Đức Phật đã dạy. Cho nên nếu như ngày nào chúng ta đã hòa nhập trong cái vô tướng thực sự rồi á, thì ngày đó mới thấy đúng cái điều Đức Phật dạy. Còn nếu như chúng ta không thấy được cái vô tướng, tức là vượt thoát khỏi cái tướng có và tướng không, thì lúc đó đạo lý chúng ta vẫn còn mù mịt. Qua khắp các cõi nước mười phương, nói rộng diệu pháp hưng lợi ích, trụ nơi thiệt tế chẳng dao động, công đức người này đồng với Phật. Tới đây chúng ta mới thấy một cái điều nữa là gì? Khi mà chúng ta thấy được cái chân lý rồi thì phải qua khắp các cõi nước ở mười phương. Đây là một cái điều khó, đúng không? Để thấy rằng cái trí tuệ đạo Phật, cái chỗ tu chứng của đạo Phật là thể hiện một cái năng lực vượt thoát của mình ở khắp pháp giới mười phương, chứ không phải trong một cõi bình thường cõi người của mình. Nếu như bây giờ nói chuyện ở cõi của mình qua không được, mình vượt thoát không được, thì không bao giờ mình thấy được cái sự thật của đạo lý. Cho nên từ cái chỗ căn cứ chúng ta thấy được đã vượt qua cái có và cái không rồi, thì qua khắp cõi nước ở mười phương này không có một cái chỗ ngăn ngại với chính mình nữa. Với trí tuệ của đạo Phật phải thấy được điều này. Cho nên mọi người mà khi thấy vượt không gian, vượt thời gian rồi, thì khắp pháp giới mười phương này là một cái gì đó họ đã vượt thoát. Và khắp pháp giới mười phương này, cái khả năng để có thể mà nói rộng diệu pháp để làm lợi ích tất cả chúng sanh, bằng một cái khoảnh khắc, bằng một cái phép na nhập trong đạo lý đó. Mà điều này mình nói hồi trước, trong cái phút mà một người hành giả rất trong cái định, thì cái phút chốc đó chưa có động đậy, có thể là người đó ngồi bất động trong một tư thế kiết già, nhưng mà cái phát sáng của người đó từ cái chỗ mà thấu triệt vạn hữu, thông thấu pháp giới mười phương, nó trở thành một ánh sáng mà tự tại đi thông tất cả các cõi, để có thể khai phóng những cái bế tắc của chư Đại Bồ Tát khắp mười phương này một lần trong lúc nhập đạo. Là lúc đó làm Phật sự có thể nói là hằng hà sa số kiếp, không thể nào có thể so sánh được cái phút giây này. Đó là điều rất là đặc biệt. Cho nên khi mà một người hành giả nhập đạo không có thông thấu pháp giới mười phương, không vượt thoát vào pháp giới mười phương, và lúc đó không có khả năng để rộng nói diệu pháp ở khắp pháp giới mười phương để độ chúng sanh, thì người đó không phải là người nhập đạo lý của đạo Phật. Cho nên không phải là đạo Phật nhập vô trong đó rồi rớt vô cảnh giới không, rồi rớt vô cảnh giới tịch lặng, rồi yên lặng, rồi là đóng băng. Không phải như vậy. Không phải trí tuệ đóng băng, mà là một cái gì đó rất là vi diệu, đủ khả năng để có thể khai phóng ở pháp giới mười phương này, để có thể hiển lộ chân lý, để có thể rộng nói diệu pháp khắp pháp giới mười phương này, chứ không phải là một. Và khi đó là khi mà trụ ở nơi thiệt
tế chẳng dao động. Ở trong cái định đó, ở trong cái đại định, vượt thoát khỏi không gian, vượt thoát khỏi thời gian, thì công đức người này đồng với Phật. Cho nên cái lúc mà Đức Phật nói bản kinh Hoa Nghiêm này là Đức Phật đang ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, có nghĩa là ở trong đại định chưa có rời, chưa có ra khỏi đại định nói bản kinh Hoa Nghiêm này. Thì như vậy là lúc này là lúc mà khắp pháp giới mười phương đã được chư Phật thông thấu và hòa nhập, và khắp pháp giới mười phương này đều được rộng lợi ích, không có một mảy tơ nào có thể không lợi ích cả. Và đó là cái chỗ mà ở trong đại định và đồng với công đức của chư Phật mười phương. Thật ra chúng ta thấy rằng khi mà nhập trong chân lý không có nghĩa là chỗ tịch lặng, ở chỗ yên lặng, cái chỗ không biết, cái chỗ không động, ở chỗ gì gì đó, không phải như vậy nữa. Mà là một cái bài pháp vi diệu để độ thoát chúng sanh muôn loài. Cho nên chúng ta mới thấy là khi mà chúng ta học đạo chưa tới, ngày xưa mình nghe nói là cái chỗ diệt đế có nghĩa là chỗ diệt tận, ở chỗ yên lặng, ở chỗ đại định, là người đó phải nhập trong định rồi bất động hoàn toàn, không có nói lên ngôn ngữ nào. Nhưng mà xin thưa chỗ đó là không phải, chúng ta hiểu lầm. Đó, cho nên là khi mà ở trong cái chỗ tịch lặng trụ nơi thiệt tế chẳng dao động này, là cái người thông thấu cả pháp giới mười phương này, lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài và công đức đồng với chư Phật mười phương, là người đó đã trụ trong cảnh giới diệt đế của Niết Bàn. Tới đây chúng ta mới thấy cảnh diệt đế của đạo Phật là một cái gì nó kinh khủng, chứ không phải là chuyện đơn giản nữa. Cái chỗ yên lặng tịch tịnh bất động, cái chỗ hòa nhập trong pháp giới mười phương, vừa thông thấu mà vừa lợi lạc, chứ không phải thông thấu không. Với mình thì ví dụ như bây giờ mình có thể ngồi đây để mình nhập trong cái cảnh giới tự tâm của mình, để mình thông thấu tất cả mọi điều một cách rất là yên lặng, rất là trật tự, nhưng mà không có lợi ích cho ai. Nhưng mà đối với cảnh giới chư Phật thì không phải như vậy. Khi đã nhập trong đó thì tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới đều được lợi ích. Cho nên trong lúc mà phóng quang của Đức Phật là những cái bài pháp vi diệu làm lợi ích cho chư Đại Bồ Tát khắp mười phương, người bình thường như chúng ta không có nhận nổi, chứ không phải là không có lợi ích. Đến khi mà hiện tướng trở thành phàm phu để nói ngôn ngữ của người phàm, chúng ta mới nhận được lợi ích. Thì cái lợi ích này đó là cái lợi ích nhỏ thôi. Cho nên để lại một số bài pháp trong Tam Tạng Thánh Điển, là mình học mình thấy rằng trong Tam Tạng Thánh Điển, trong cái hệ thống Nguyên Thủy Phật Giáo, hệ thống Đại Thừa Phật Giáo, trong Kinh Luật Luận nó đã có như vậy. Tức là lời pháp của Đức Phật thì đó là cái kiểu nhìn của phàm phu của mình trong cõi này, sử dụng ngôn ngữ loài người trong cái cõi này. Chứ còn nếu thực sự cái lợi ích của Đức Phật là một cái gì đó, nó kinh khủng lắm, nó phủ khắp pháp giới mười phương làm lợi ích, chứ không phải là một cái chuyện bình thường. Pháp luân vi diệu của Phật dạy, tất cả đều là bồ đề phần, nếu được nghe rồi ngộ pháp tánh, người như đây là thường thấy Phật. Càng lúc càng đi đến chiều sâu, đúng không? Bây giờ cái pháp luân vi diệu của Đức Phật là cái gì? Là tất cả những cái bồ đề, tất cả những sự giác ngộ. Thì cái gì giác ngộ trong khắp pháp giới mười phương này thì cái đó là pháp luân vi diệu của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy là cái việc học Phật của mình, nếu như bây giờ chúng ta học Phật mà chúng ta chưa đạt được cái giác ngộ, có nghĩa là chúng ta chưa thấy được cái vi diệu của đạo Phật. Vì vậy muốn nói được cái chuyển pháp luân vi diệu của Đức Phật là tất cả chúng sanh đều được phải giác ngộ, đạt đến cảnh giới bồ đề thật sự, thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận được cái pháp luân vi diệu Đức Phật là cái gì. Cho tới giờ phút này mình ở trong chùa, mình học Phật, mình vẫn chưa có cảm nhận được cái sự giác ngộ, chưa có cảm nhận được cái vi diệu trong Phật đạo. Cho tới giờ phút này chúng ta chưa thấy được điều này, thì rõ ràng là chúng sanh nó không có ngộ được pháp tánh rồi. Thật ra khi nào mà chúng sanh nhận được cái pháp tánh, ngộ được cái pháp tánh, sống được trong tự tánh thanh tịnh, tịch lặng và rõ soi thông thấu pháp giới, không còn lầm lẫn nữa, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái pháp luân vi diệu của Đức Phật là cái gì. Thật ra cho chúng ta thấy là tất cả mọi người đều được học Phật giống như nhau, nhưng mà họ không thấy được cái sự kỳ diệu của đạo Phật. Tin còn không nổi, không chỉ là thấy. Cho tới một ngày chúng ta thấy được sự vi diệu là
chậm tới chỗ nào cũng đạt ngộ, cũng giải thoát, cũng hòa nhập trong tự thánh thanh tịnh, cũng rỗng lặng, cũng thấy được như thật, thấy được như như vạn hữu, thì lúc đó chúng ta mới thấy được rõ ràng là pháp luân vi diệu của Đức Phật luôn luôn hiển hiện đầy khắp cả pháp giới này, không có một lúc tạm dừng. Thì người thấy được như vậy là thường thấy Phật. Ở trong cảnh giới Phật mới có thể thấy nổi điều này. Còn nếu như chúng ta không ở trong cảnh giới Phật thì những cái chuyện này chúng ta không thấy được. Và không thấy được cái pháp luân vi diệu của Đức Phật thì chúng ta chỉ có học trên ngôn ngữ của phàm phu và hiểu theo cái hiểu của phàm phu. Và như vậy thì đạo Phật với mình là một cái gì đó nó bình thường. Chúng ta không thấy nổi cái giá trị cao tột của đạo Phật và không bao giờ gặp được Phật. Còn nếu như chúng ta thấy được pháp luân vi diệu Đức Phật, chúng ta nghe để chúng ta ngộ được cái pháp tánh, hòa nhập trong chân lý, hòa nhập trong pháp tánh, thì chúng ta sẽ thấy được lúc nào cũng có Phật hiện tiền khắp cõi hư không này. Cho nên nói hào quang Đức Phật đã chiếu rọi khắp mười phương pháp giới nhưng mà chúng ta không thấy được. Khắp không gian này đã lạ hiện hào quang Đức Phật mình vẫn không thấy được. Và không thấy được những điều như thế này thì rõ ràng là chúng ta không thấy được Phật. Không thấy được hào quang Phật thì chúng ta không thấy được Phật, không thấy được chữ vi diệu trong cái pháp của Đức Phật. Và chúng ta sẽ không bao giờ hành Phật đạo đúng như pháp Đức Phật dạy được. Chẳng thấy thập lực không như huyện, dầu thấy mà chẳng thấy như hòa, phân biệt chấp tướng chẳng thấy Phật, rốt ráo lìa chấp mới thấy Phật. Tức là bây giờ chúng ta thấy được thập lực của chư Phật, chúng ta thấy được tất cả các pháp như huyện, và thấy như là chúng ta hòa quyện ở trong đó, không có một cái sự so sánh phân biệt á, của các tướng, thì chúng ta mới thấy Phật. Còn chúng ta thấy mà có một sự sai biệt, có năng lực này cao, có năng lực kia thấp, có cái có và có cái không, có cái phải, có cái trái, và chúng ta chưa có hòa nhập được. Dù là cái thấy chúng ta đang thấy như, nhưng chúng ta chưa hòa thành như. Chúng ta thấy quyển, chúng ta chưa hòa như quyển. Chúng ta thấy tất cả các pháp là không, chúng ta chưa hòa thành không. Có những người thấy tất cả các tướng là không tướng, nhưng mà chưa hòa trong cái cảnh giới vô tướng đó. Vẫn là cái thấy và cái hiểu về cái vô tướng đó thôi, chứ chưa phải là hòa nhập và sống được trong này. Và như vậy thì người đó không bao giờ thấy được Phật. Đó là điều mà ở đoạn này muốn nói. Cho nên là tất cả những cái của Đức Phật nói thì tất cả chúng ta đều phải nhập trong đó, chứ không phải hiểu thông thường. Hiểu thông thường là cái hiểu của tâm thức. Vì vậy mà chúng ta cũng hiểu đúng, nhưng mà chúng ta chưa có phải. Hiểu thì đúng, nhưng mà chưa nhập thì không đúng. Chứ không phải là thấy nữa. Thấy từ cái chỗ hiểu cho tới cái chỗ thấy là một bước rất là dài. Trừ khi cái chỗ thấy mà không hòa nhập thì không phải. Thấy là hòa nhập liền thì chúng ta mới vượt qua cái tầng tâm thức và rốt ráo lìa hết tất cả những cái thấy biết mà còn hai bên đó thì mới hòa nhập trong cảnh giới Phật được. Chúng sanh tùy nghiệp đều sai khác, mười phương trong ngoài khó thấy hết. Thân Phật vô ngại khắp mười phương, chẳng thể thấy hết cũng như vậy. Tức là nghiệp của chúng sanh nếu mà không phải có trí tuệ Phật á, nghiệp chúng sanh thì quá nhiều sự sai khác rồi. Mười phương trong ngoài khó có thể thấy hết được. Và thân Phật vô ngại thì cũng ở khắp mười phương như vậy. Nếu mà chúng sanh thông thường thì cũng chẳng thể thấy hết cũng như vậy đó. Có nghĩa là gì? Nếu mà ngày nào chúng ta đã nhập trong trí tuệ Phật đạo như nãy nói, một sát na tâm thấy hết chuyện quá khứ vị lai, thì người đó mới thấy được pháp thân của Đức Phật trùm khắp pháp giới mười phương này. Còn ngày nào mà chúng ta chưa có đạt tới cái cảnh giới đó thì sẽ không bao giờ thấy Phật khắp pháp giới mười phương. Không có một cái niệm sát na tâm mà chúng ta thông thấu tất cả những sinh tử chúng sanh muôn loài thì chúng ta sẽ không thấy được cảnh giới Phật ở trùm khắp pháp giới mười phương này. Có nghĩa là chúng ta chưa thấu trọn được chân lý. Cho nên đây là chúng sanh tùy nghiệp sai khác, chúng ta phải thông thấu được, không bao giờ sai sót. Mười phương trong và ngoài của tất cả chúng sanh chúng ta đều thấy rõ. Và cái pháp giới của chư Phật vô ngại khắp mười phương chúng ta cũng phải hòa nhập được. Thì như vậy mới gọi là trí tuệ Phật. Còn không được như thế thì gọi là chúng ta còn có cái thấy sai lầm. Cho nên đối với cái gì của Phật
mà chúng ta chưa thấy. Đối với cái sinh tử chúng sanh muôn loài mà chúng ta chưa thấy thì đó chưa phải là trí tuệ giác ngộ. Không, khi mà trí tuệ giác ngộ hiện tiền thì cảnh giới chư Phật đều phải thông thấu, hòa nhập trong pháp giới tánh toàn chân của chư Phật và thông thấu tất cả chúng sanh muôn loài, thì tới chừng đó mới được gọi là có đủ trí tuệ Phật đạo. Rồi khi chúng ta đã nhập trong cái định mà chúng ta không biết cái gì, nhập cái định mà chúng ta không thấu được chân lý, nhập cái định mà chúng ta không thấy được cái sinh tử vô lượng kiếp với tất cả chúng sanh, thì định đó là si định. Chúng ta nên nói là dù là chúng ta có nhập một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, một trăm năm, một ngàn năm, một triệu năm đi nữa mà chuyện này vẫn không thấy là không phải cái định của đạo Phật. Định đạo Phật là càng sâu chừng nào càng rõ thấu nghiệp thức của chúng sanh muôn loài chừng đó. Càng nhập sâu trong định chừng nào thì tất cả những cảnh giới thanh tịnh của pháp giới tánh mười phương của chư Phật càng rõ thông chừng đó, thì chúng ta đang nhập đúng vào đại định của Đức Phật muốn dạy. Như trong không giới vô lượng cõi, không hai không khứ khắp mười phương, sanh thành diệt hoại vô sở y, Phật khắp hư không cũng như vậy. Ở đây Ngài Văn Thù nói là gì? Như ở trong không giới vô lượng cõi, tức là trong ở cái hư không khắp pháp giới mười phương vô lượng vô biên, tất cả các cõi nước đang hiện đó, thì nó chưa bao giờ có vị lai, không phải là quá khứ, không phải là phương, không phải là xứ. Mình nghe nói mười phương có nghĩa là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, thượng phương, hạ phương, có nghĩa là có phương hướng với chính mình, mà mình vẫn còn khái niệm phương hướng đó là không đúng. Cho nên trong thập phương thế giới này, khắp tất cả muôn loài ở khắp hư không này, nhưng mà nó thực sự nó không có quá khứ, nó không có hiện lai, nó cũng không có phương sở nữa. Thấy thì thấu thập phương nhưng mà không có phương. Thấy thì thấu quá khứ vị lai nhưng mà không có thời gian. Không gian và thời gian được ở đây Ngài Văn Thù một lần nữa thâu tóm lại là: thấu thì thấu thập phương thế giới nhưng mà không có phương, thấu thì thấu quá khứ vị lai nhưng mà không có lai khứ. Đó là trí tuệ của Phật đạo. Sanh thành hoại diệt không có chỗ y tựa. Tất cả mọi cái đều nó hiện hữu, cái sanh trụ dị diệt, những cái đó nó đều hiện hữu trong khắp pháp giới mười phương này nhưng mà không có chỗ nào y tựa hết. Và thấy được một cái chuyện tận cùng là gì? Phật khắp hư không cũng thấy được rõ ràng tường tận như vậy thì được gọi là trí tuệ Phật. Nếu như bây giờ khắp hư không này chúng ta không thấy được Phật á thì trí tuệ chưa đủ. Không thấu được cái chuyện quá khứ vị lai của tất cả chúng sanh muôn loài, khắp không gian vũ trụ này chúng ta không thông thấu, mà vừa thông thấu quá khứ vị lai thì không còn quá khứ vị lai nữa, có nghĩa là không thời gian. Vừa thông thấu thập phương thế giới chúng sanh mà không có một phương sở phương hướng nào, và tất cả những sinh trụ huệ diệt khắp vũ trụ mênh mông này đều được thấu thoát tường tận, như là hiện một cái khoảnh sát na hiện tiền trên lòng bàn tay của mình. Và lúc đó khắp pháp giới mười phương này hiện tiền là Phật, thì đó là trí tuệ của Quang Minh Giác. Như kết thúc cái phẩm Quang Minh này, thôi chúng ta nghỉ ha. Bây giờ hồi hướng chúng ta nghỉ. Chúng sanh vô Hey.
Nhưng sức sống của thiền dung thông trong mọi lĩnh vực của sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của đời sống, đó là đạo. Đồng thời thể hiện những tinh túy của đời sống, vượt thoát mọi ràng buộc thông qua hội họa, thi phú và âm nhạc, đã được Đại Đức Thích Tuệ Hải thể hiện sự sống thiền bằng âm nhạc. Và bây giờ con xin diễn ngâm hai bài thơ của Đại Đức Thích Tuệ Hải. Xin mời quý vị cùng nghe. Bài thứ nhất, Tạ ơn. Bao nhiêu năm phong trần đêm trời, đắng cay ngọt bùi, đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm màu muôn vẻ, đẹp làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn pháp giới sanh, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời, để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn, âm nhạc reo vui khắp chốn nhân thiên. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đào diệu màu tỏa rạng nghìn. Bài thơ thứ hai, Huyễn Như Như, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nổi trôi lên xuống khắp tam thiên, phù sinh bao kiếp thân trầm mài, chợt thấu mênh mông đạo diệu màu, vô minh thực chất minh tuệ giác. Có không, không có hư bày hiện, phải trái thị phi bông mây bay, tam thiên chỉ thoáng như bụi nhỏ
dưới 3000 giấc phù. Ta bà